chương 2580, giết, đây là đòn mạnh nhất của hắn, nếu như đổi thành hắn, trong cự ly gần như vậy cũng không thể tránh né, chỉ có chờ chết, hoặc là đồng dạng lấy ngoan chiêu liều, đồng quy vô tật. Oanh, đòn đánh này oanh vững vàng, tóc vàng như mũi tên, toàn bộ bắn ở thân thể của Lăng Hàn. U Nguyên không khỏi đại hỉ, Lăng Hàn thực quá ngông cuồng, lại không hề phòng bị, để hắn một đòn kiến công. Tuy hắn trả cái giá to lớn, tu vi ở trong vòng mấy năm rút lui kéo dài, nhưng chỉ cần bắt Lăng Hàn, chỉ là điểm này liền không biết có thể mang cho hắn bao nhiêu vinh quang, đây chính là đao phủ chôn giết hơn trăm tổ vương. Hơn nữa, trên người lăng hàn cũng có vô số bảo vật, hắn chiếm được, không chỉ có thể ra tốc việc tu luyện của hắn, còn có thể làm cho hắn có cơ hội trở thành thiên tôn. Người cao hứng cái gì, miệng lại cười đến lỗ tai. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng cười tràn ngập trào phúng của lăng hàn vang lên. Cái gì, u nguyên nhất thời há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó, Lăng Hàn rõ ràng chúng phát tiến của hắn, cái kia tràn ngập quy tắc sát lục, lực phá hoại vô cùng, dưới đòn đánh này phải ngay lập tức giết Lăng Hàn mới đúng, làm sao có khả năng mở miệng nói chuyện. Hơn nữa không chỉ nói chuyện, âm thanh lại còn thường thường vững vàng, thật giống như đánh rắm cũng không có. Đánh nhau cùng cấp có người có thể thắng ta, giết ta, nhưng tuyệt không phải cạn bã như ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói, chỉ thấy thân thể của hắn thật giống như hóa thành hư vô không gian, tuy vô số phát tiến đánh vào trên người hắn, nhưng căn bản không có tạo thành một chút xíu thương tổn gì. U Nguyên không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối phương ở trên nắm giữ quy tắc vượt xa hắn, ngay cả có bắn chúng đối phương hay không hắn cũng không có ý thức được, tranh lệch lớn đến không cách nào hình dung. Người không nên đắc ý, nơi này của chúng ta có rất nhiều thiên kiêu, người đánh bại ta cũng không có gì, sớm muộn có một ngày, người sẽ chết ở trong tay thiên kiêu của bổn vị diện, mà ở tương lai không xa, cường giả của bổn vị diện cũng giết vào tiên vực, tàn sát sạch sẽ tất cả mọi người ở nơi đó. U Nguyên điên cuồng cười to, căn bản không có ý nghĩ xin tha. Ta sẽ ngăn cản ngày đó đến, đáng tiếc, người không có cơ hội nhìn thấy. Lăng Hàn đấm ra một quyền, nện ở trên ngực U Nguyên, nhất thời, vị đế tinh của bách chiến học viện này bị đánh bạo thành mưa máu. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, không gian thần khí của U Nguyên liền rơi vào tay của hắn. Sao đồ vật ra đây? Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, một tên nam tử ác ma tộc đã từ đằng xa bay vụt tới, hai mắt chăm chú vào không gian thần khí trong tay lăng hàn. Xeo 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 xeo, lại bốn bóng người lướt qua, hầu như chỉ lạc hậu một chút. Lăng hàn suy nghĩ một chút, nhà một hồi nói, năm người các ngươi chính là kẻ dẫn đến đường hầm không gian đổ nát a. À. Hơn nữa, cũng là các người đang đuổi giết U Nguyên, để hắn thật giống như ăn không ít vị đắng. Nếu biết chúng ta là ai, còn không ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây, còn có thể lưu người toàn thây. Một người nói, năm người bọn họ mỗi người đều là cửu liên tam diệp, tùy tiện một cái ra tay liền có thể trấn áp lăng hàn. Thang nguyên chỉ có ba cảnh giới nhỏ, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mỗi cấp độ trong lúc đó đều có thực lực chênh lệch to lớn, cái gọi là vương giả vô địch cùng cảnh giới, hoàng giả có thể vượt qua một cảnh giới vô địch ở thang nguyên là không thích hợp dùng. Vương giả, hoàng giả xác thực mạnh hơn võ giả bình thường cùng cảnh giới, nhưng coi như là đế giả cũng không cách nào làm được vượt biên giới áp chế đối thủ mà chỉ có thể vô địch cùng cảnh giới, vẻn vẹn đế tinh mới có thể nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Bởi vậy, năm cửu liên tam diệp bọn họ, tùy tiện người nào cũng có thể dễ dàng trấn áp bát liên nho nhỏ như Lăng Hàn, mặc ngươi lại yêu nghiệt cũng không thể lật trời. Lăng Hàn nhún vai một cái nói, ngược lại cũng chết, tại sao ta không đụng một cái? Nói như vậy, ngươi sẽ chết khổ không thể tả. Một tên ác ma tộc một sừng nói, tổ hợp bọn họ rất kỳ quái, ba ác ma tộc lại thêm hai thiên sứ tộc, ở dưới tình huống bình thường đừng nói tổ đội chỉ đi cùng một chỗ cũng sẽ ghét bỏ lẫn nhau. Lang Hàn cười ha ha các ngươi ngay cả U Nguyên cũng không thể bắt nhưng ta có thể đánh giết hắn như vậy các ngươi muốn giết ta không phải càng mơ tưởng sao? Mỗi người sở trường đều không giống sức chiến đấu mạnh cũng không có nghĩa là tốc độ nhanh. Một tên thiên sứ tộc nói hai cánh của hắn đã hiện ra màu cho sắc ý của các ngươi là ta chạy không nhanh. Lang Hàn cười nói không cần phí lời với hắn bắt ác ma tộc một sừng nói ra tay tóm tới lăng hàn thân hình của lăng hàn loáng một cái nhất thời hóa ra ngàn vạn hư ảnh ác ma tộc một sừng ấn xuống một trường chỉ thấy những bóng mở kia đều dồn dập phá nát nhưng năm tên cường giả kia đều nhướng mày cùng nhau nhìn ra phía ngoài cách bọn họ hơn một dặm lăng hàn không hề có chút tổn thương đứng đó còn phất phất tay với bọn họ các vị ta liền không bồi các ngươi chơi gặp lại những người này đều là cửu liên tam diệp lăng hàn biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ cho dù mình bước vào cửu liên cũng không được, miễn cưỡng đánh ngang tay với một cái đã là may mắn, huống chi còn muốn đánh năm. Quy tắc không gian, năm tên cường giả đều kinh ngạc thốt lên, nhưng trên mặt tràn ngập vẻ phiền muộn. Trước tên đế tinh kia đã chạy đủ nhanh, để bọn họ truy kích hơn 50 năm, nhưng vẫn không thể nào bắt tiểu tử này. Hiện tại càng được, lại nắm giữ quy tắc không gian, để bọn họ sinh ra tuyệt vọng, sao có thể bắt được. Trừ khi song phương tranh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng bát liên thập nhất diệp đủ để sánh ngang cửu liên nhất diệp, đại cảnh giới với bọn họ kỳ thực là giống nhau, điều này làm cho bọn họ muốn bắt lang hàn hầu như thành không. Chỉ từ góc độ chạy trốn mà nói, quy tắc không gian thậm chí còn trâu bò hơn quy tắc thời gian. Lang hàn trốn xa, mà năm tên cường giả kia thì trực tiếp từ bỏ truy kích, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù tiếc thì có ích lợi gì, căn bản không đuổi kịp người, chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Lang hàn thét dài, âm thanh cuồn cuộn như lôi, vang vọng ở trong vùng thế giới này. chương 2581, Hoài Kiếm, lần này, hắn không chỉ khôi phục tu vi, hơn nữa bay thẳng thập nhất bí, sắp có thể xung kích thăng nguyên cảnh, tự nhiên là một tin tức vô cùng tốt, để tâm tình của hắn cực kỳ sung sướng. Vài ngày sau, hắn đi tới thành thị gần nhất, quả nhiên liên lạc được đám người thất xương, uyên. Bọn họ đã sớm chờ ở trong thành, hơn nữa mỗi một quãng thời gian đều sẽ ra ngoài tìm người, hiện nay vẫn không có về đơn vị còn có bốn người lăng hàn cùng U Nguyên, thiếu mất một nửa, đội ngũ đương nhiên không thể rời đi. Hơn nữa, theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, mọi người cũng càng ngày càng nóng lòng. Nhìn thấy bốn người lăng hàn bình an trở về, tất cả mọi người đại hỉ. Bởi vì bốn người đều tu hành khi thiên thuật, lại không có chủ động lộ ra tu vi, vì lẽ đó ai cũng không có phát hiện tu vi của bọn họ đã tăng nhanh như gió. Nếu như bọn họ biết mà nói, phỏng trừng sẽ liên tưởng đến máu tổ vương, bằng không làm sao chỉ trong 50 năm tu vi lại tinh tiến mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, một bình máu tổ vương có thể để cho nhiều người tu vi tăng vụt như vậy sao? Cái này tự nhiên không ở trong cân nhắc của bọn họ. U Nguyên sẽ không tới được, Lăng Hàn lắc đầu, ta tận mắt thấy hắn bị năm tên cường giả cửu liên tam diệp giết chết, nếu không phải ta xem thời cơ nhanh, đúng lúc lẩn đi, phỏng chừng cũng không cách nào trở về. Cái gì, đám người thất xương đều kinh ngạc thốt lên, U Nguyên là ai, tuy hắn không có một sư phụ, cha là tổ vương hoặc thiên tôn, nhưng bởi vì là đế tinh, sớm đã được một tên thập bát liên tổ vương vừa ý, sẽ ở lúc hắn bước vào cửu liên, thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại người đột nhiên không còn, bảo bọn họ trở lại làm sao bàn giao. Là ai gan to bằng trời như thế, thậm chí ngay cả đế tinh cũng dám chạm. Thất xương ngửa mặt lên trời gào thét, hai cánh kịch chấn, cuốn lên kình phong đáng sợ. Đế tinh là tương lai của một vị diện, chỉ ít có thể đạt đến độ cao của thập bát liên tổ vương, người nào chết đi cũng là tổn thất thật lớn. Năm người này, khả năng cực cao là người dẫn đến đường hầm không gian tan vỡ. Lăng Hàn rỗi chỉ điểm một cái, ấn ra hình ảnh ký ức liên quan tới năm người này, bao quát một góc hình ảnh bọn họ truy kích mình, đây là hắn đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên đúng là bọn họ, Uyên gầm lên, hắn đã từng trở lại trốn cũ, điều tra tình huống, mà tuy chấn nhỏ bị truyền tống trận phá hủy, nhưng vẫn có người thực lực mạnh mẽ còn sống, chắc phá hoàn nguyên cảnh tượng ngày đó, chính là năm người này tạo thành tai nạn. Không nghĩ tới, bọn họ lại phát điên như vậy, ngay cả đế tinh đại biểu tương lai một vị diện cũng dám động lang hàn thầm nghĩ trong lòng tuy năm người này thay mình có ngoan ức nhưng kỳ thực cũng không có oan uổng bọn họ bọn họ xác thực muốn giết u nguyên chỉ là không có thành công mà thôi đợi chúng ta đến tứ hoa học viện cần báo việc này cho các vị tổ vương truy sát năm người này khắp thiên hạ thất xương mặt đầy sát khí lại dám động đế tinh cái này xúc phạm giới hạn của các vị tổ vương rồi thực sự là ác đảm bao thiên uyên cũng đằng đằng sát khí ngay cả đám người vô nhai cũng cực kỳ phẫn nộ, ngược lại không phải bọn họ cùng U Nguyên cảm tình tốt bao nhiêu, mà là trên người U Nguyên có máu tổ vương, nếu U Nguyên chết vào tay người khác, đại diện cho máu tổ vương khẳng định cũng thu không trở lại, đây mới là nguyên nhân để bọn họ nổi giận chân chính. Mình cũng móc ra toàn bộ gia sản A, tiếp tục lên đường đi, một lát sau, U Nguyên trầm giọng nói, U Nguyên đã chết, lại xoắn suýt chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, có trách thì trách bọn họ hoài bích mang tội, đạt được một phần máu tổ vương mặt khác cũng là năm người này gan to bằng trời, ngay cả đệ tử của Bách Chiến Học Viện cũng dám đánh lén, thậm chí sát hại một tên đế tinh, ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng thực lực của bồn vị diện. Phải biết, mỗi một vị đế tinh đều có khả năng trở thành thiên tôn, chỉ là khả năng này thấp đến đáng thương mà thôi. Bọn họ lại tiếp tục lên đường, lấy truyền tống trận bước qua thiên sơn vạn thủy, trải qua 15 năm, bọn họ rốt cục đi tới tứ hoa học viện. Khoảng cách thiên viện đại chiến bắt đầu còn hơn 20 năm, có điều học viện đến đã có hơn 700 nhà, hơn nữa cứ mấy ngày thì có học viện mới đến, nhìn dáng dấp như vậy, mọi người đều có thể ở trước khi thi đấu bắt đầu 10 năm liền chạy tới. Đây quả thật là một hồi thịnh hội, trong tứ hoa học viện khắp nơi có thể nhìn thấy đế giả phong thái đoạt người, thật giống như đế giả là rau cải trắng, quét một chút chính là một đám lớn. Lăng Hàn đặc biệt biết điều, hắn cùng các nữ đều chuyên tâm tu luyện, chỉ là cho dù nữ hoàng cùng hổ nữ cũng đã đạt đến thập bí đỉnh cao, nhưng vẫn không dám sử dụng tinh huyết tổ vương, bởi vì các nàng đều không có thể phách mạnh mẽ như lang Hàn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, một bước một vết chân, không dám mạo hiểm tiến vào chút nào. Kỳ thực Lăng Hàn hỏa tốc tăng cao tu vi như thế cũng có di chứng rất lớn, hiện tại hắn đang không ngừng nện căn cơ, bằng không một khi bước vào Thăng Nguyên, vậy sau này không đạt tới võ đạo đỉnh cao là việc nhỏ, thậm chí còn khả năng mất cái mạng nhỏ của mình. Vì lẽ đó, trước khi tiêu trừ tất cả di chứng, Lăng Hàn là không thể đi xung kích Thăng Nguyên. Tứ Hoa học viện tự nhiên sắp xếp nơi ở cho mỗi học viện, mọi người bình thường cũng chẳng có gì lui tới đều kìm nén một cỗ sức lực, chờ biểu hiện ở trong tỷ thí chính thức. Mà như loại luận võ này, nhất định sẽ phối hợp các loại đánh cược. Quả nhiên, có mấy sòng bạc đều vì cuộc tỷ thí này mở ra bồi suất, có đánh cược học viện nào được thứ nhất, còn có thiên kiêu nào có thể lên đỉnh thành vương, còn có học viện top 10, cao thủ top 10. Các loại bồi suất đa dạng, nhiều kinh người. Thất xương đi nhìn một chút, mang về bảng bồi suất mới nhất, tổng cộng có 5 phần, đến từ 5 sòng bạc khác nhau. Bồi xuất bách chiến học viện đoạt quán quân là một bồi năm, ở trong hết thầy học viện xếp hạng khoảng 70, gần như phù hợp xếp hạng thực tế lần trước của bọn họ. Sòng bạc cũng sẽ không loạn mở bồi xuất, khẳng định đều nghiên cứu, phân tích qua tư liệu thành viên của mỗi học viện, cuối cùng mới sẽ mở ra bồi suất như vậy. chương 2582, Sâm Bình, trên bảng cao thủ, thì chỉ có U Nguyên vào, đạt được thứ nhất là một bồi 11, cho thấy sòng bạc đối với hắn cũng không quá xem trọng. Bồi suất thấp nhất vẫn là Hằng Long học viện ánh mắt của mọi người đảo qua, không phải một tấm, mà là năm tấm đều như vậy. Bồi suất hàng long học viện đạt quán quân chỉ có 10 bồi 11, cái này đặt ở trong ngàn chi đội ngũ cùng nhau tham dự thi đấu quả thực là khó mà tin nổi, nhưng không có ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong hàng long học viện có một nhân vật siêu chắc nhất định sẽ trấn áp vạn cổ, ở trên cao thủ bảng bồi suất cũng thấp nhất. Hắn gọi hoài kiếm, có người nói thời điểm sinh ra ôm một thanh kiếm nhỏ, theo hắn trưởng thành thanh kiếm này cũng lớn lên, kiếm thuật vô song, được các vị tổ vương tán thưởng nói nếu cảnh giới tương đương, bọn họ khó chặn được hoài kiếm người kiếm. Nếu như chỉ là một vị tổ vương nói như vậy, vậy khả năng chỉ là một trò đùa, nhưng mấy vị tổ vương đều nói như thế, vậy liền có thể thấy hoài kiếm yêu nghiệt. Sự thực cũng như thế, hoài kiếm ở thiên viện thi đấu lần trước, một kiếm kinh thiên hạ, không người có thể địch, không chỉ dẫn dắt hàng long học viện ung dung đoạt quán quân, mình cũng không có chút hồi hộp nào mà nghiền ép chín cao thủ. Vinh đăng thứ nhất, địa vị vững chắc đến căn bản không người nào có thể dao động. Lần này, có người nói Hoài Kiếm đã là bát liên thập nhất diệp đỉnh cao, chỉ chờ thay hàng long học viện chiến trận sau cùng, hắn liền đột phá cửu liên, được một tên thiên tôn thu làm đệ tử. Bọn người vô nhai lắc đầu, không còn u nguyên, lần này bọn họ có thể xếp vị trí thứ mấy. Lăng Hàn rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là bát liên tam diệp, có thể dựa vào chỉ là bảo kiếm mà thôi. Nhưng thiên viện tỉ thí cấm dùng tất cả ngoại lực, bằng không ngươi vứt ra một tấm tổ vương pháp chỉ, ta cũng ném một tấm, vậy còn so cái dám không chỉ không thể mượn dùng ngoại lực, ngay cả bảo giáp phòng ngự cũng không cho phép mặc, cái này hoàn toàn là so thực lực của bản thân võ giả. Có thể bảo vệ 100 vị trí đầu chứ? Thất Sương không quá khẳng định nói, toàn bộ dị vực, đế tinh ở cấp bậc bát liên chừng trăm cái, lần trước phần lớn là tu vi ngũ diệp, lục diệp, hiện tại phỏng chừng đều đạt đến thập diệp, thập nhất diệp, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể miểu sát chút ít đội ngũ không có đế tinh, bằng thực lực tổng hợp bọn họ hẳn có thể thắng. Tranh thủ đi, Uyên cũng nói ai bảo bọn họ mất đi u nguyên cường giả siêu cấp vừa đi đội ngũ của bọn họ liền mất đi lực lượng cạnh tranh hạt nhân lang hàn hỏi lần này học viện thứ nhất khen thưởng là cái gì cao thủ bảng thứ nhất thì sao nếu không vì khen thưởng hắn sao sẽ tập hợp náo nhiệt đương nhiên ăn cánh gà xác thực cũng là một động lực trong đó thất sương kinh ngạc nhìn hắn tiểu tử ngươi không có lỗ tai sao hay đầu óc vô nước lại còn có tâm tình quan tâm khen thưởng của người thứ nhất thật giống như là một viễn cổ chiến thú nhưng hắn vẫn nói ra dù sao lăng hàn chính là một đế tinh còn muốn xuất sắc hơn u nguyên lần sau thiên viện đại chiến khẳng định chính là thời điểm lăng hàn một tiếng hót lên làm kinh người có thể đạt đến độ cao của hoài kiếm cũng không nhất định cái ý niệm này chỉ chợt lóe lên ở trong đầu hắn hắn liền lập tức lắc đầu không ai có thể so với hoài kiếm đây là người trong một kỷ nguyên tới nay có khả năng trở thành thiên tôn nhất học viện thứ nhất khen thưởng càng nhiều là một loại vinh quang lấy điểm cùng tinh thạch làm chủ còn có thể cho chút tiên dược chỉ có cao thủ bảng thứ nhất mới có thể đạt được chiến thú kia. Uyên nói bổ sung, có người nói, kia là một viễn cổ chiến thú, chính là một tên tổ vương phát hiện ở trong bí cảnh, vẫn chưa có ấp ra. Thất xương cũng là vừa mới nghe nói, không khỏi khiếp sợ. Trong truyền thuyết, mỗi một viễn cổ chiến thú đều có thể trở thành tổ vương, hơn nữa sau khi nhỏ máu nhận chủ liền vĩnh viễn không phản bội. Cho nên mới mê người, Uyên lắc đầu, đầy mặt đều là cảm khái, đời này bọn họ không thể tìm thấy cánh cửa tổ vương, nhưng có người nắm giữ thú sủng cấp bác tổ vương, quả nhiên không có so sánh sẽ không có thương tổn. Có người nói, tên tổ vương kia không có tự mình ấp chứng chiến thú, là bởi vì thu được ý chỉ của một vị thiên tôn, mục đích chính là đưa cho hoài kiếm một phần tạo hóa. Hắn lại nói một câu, vẻ hâm mộ càng nặng, hoài kiếm, một người được thiên địa sủng ái, ngự trị ở trên tất cả đế tinh, sinh ở cùng một thời đại hoàn toàn là một loại bất hạnh. Nhưng lang hàn lộ ra nụ cười, chiến sủng mạnh mẽ như vậy, vậy hắn không ngại thua một cái, không vì cái gì khác phong cách a người gặp qua tiên vương tổ vương nào sẽ làm tôi tớ chưa không có có thể bước vào cảnh giới này ở trên độ cao của quy tắc đã ngang hàng thiên địa người nào không kiêu căng tự mãn như thế nào sẽ sẵn lòng hạ mình chỉ có chiến sủng không giống trước khi ấp nhỏ máu nhận chủ như vậy sinh ra liền chắc chắn sẽ không phản bội hắn quyết định thu hoài kiếm sao lang hàn lộ ra chiến ý hừng hực một đế tinh đạp hết thảy thiên kiêu ở dưới chân tiến hóa lũy thừa hẳn tiếp cận thậm chí đạt đến 11A. Hắn khát cầu chiến một trận, oanh, đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh khổng lồ. U Nguyên đâu, đi ra đánh với ta một trận, có người đang giống lên, tất cả mọi người ra phòng khách, chỉ thấy trong đình viện đứng một người trẻ tuổi, đây là một ác ma tộc, cả người đỏ đến mức biến thành màu đen, đầu dài song sừng, vóc người cao tới một trượng hai cánh tay lộ ở bên ngoài, kết từng phù văn, không giống như người, mà là một chiến binh được rèn đúc ra. Sâm Bình, nhìn thấy người này, con người của người trong bách chiến học viện đều co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng rè. Sâm Bình, thiên tri kiêu tử của Hoa Bình học viện, cũng là một vị đế tinh, lần trước trong thiên viện đại chiến, hắn thua ở dưới tay U Nguyên, cũng làm cho đội ngũ của mình dừng lại, xếp hạng ở dưới bách chiến học viện. Hắn vẫn không phục, vì lẽ đó không đợi thiên viện đại chiến bắt đầu, trước hết chạy tới, không nhịn được muốn luận bàn với U Nguyên một hồi. Ánh mắt của Sâm Bình đảo qua, xem thường tất cả mọi người, cho dù hai vị cường giả Cửu Liên Tam Diệp cũng không có được hắn để ở trong mắt. Hắn hừ một tiếng nói, lúc nào U Nguyên thành con rùa đen rút đầu rồi. Chương 2583, Thiên Kiêu từng cái hiện thượng. Chớ có làm càn, thất xương quát chói tai một tiếng, oanh, âm thanh hóa hình, chấn về phía Sâm Bình. Oanh, Sâm Bình đấm ra một quyền, sóng âm này nhất thời bị đánh nát, hắn ngạo nghễ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thập Nhất Diệp, mọi người thấy thế đều kinh ngạc thốt lên cho dù đòn đánh này của thất xương không hề sử dụng toàn lực, nhưng cường giả cửu liên ra tay, há lại là bát liên có thể chặn được. Trừ khi, bát liên thập nhất diệp, đánh vỡ bình phong cảnh giới, nắm giữ thực lực của cửu liên, lúc này mới có thể hóa giải công kích cấp bậc cửu liên. Quả nhiên, đám đế tinh lần trước mỗi một người đều thu được tiến bộ bay vọt, bước vào độ cao của thập nhất diệp, ở dưới áp chế này, đế giả làm sao có thể ngang hàng. Cho dù vô nhai, tốn phong tu ra thất diệp, bát diệp thì đã làm sao, tranh lệch như thiên địa thất xương nhịn xuống phẫn nộ trong lòng nói. U Nguyên đã chết, không thể, xâm bình biến sắc, lập tức sống lên. Đây là đối tượng hắn quyết trí thể phải báo thù, nhất định phải vượt qua, cũng bởi vì có mục tiêu như vậy khích lệ, hắn mới có thể ở trong trăm vạn năm ngăn ngắn từ tứ diệp bay đến thập nhất diệp, nhưng mắt thấy sắp có thể thực hiện được mộng tưởng, lại đột nhiên gặp phải sấm sét giữa trời quang. U Nguyên chết, làm sao sẽ, chết rồi, Uyên lắc đầu, nói ra chuyện năm tên cường giả cửu liên gan to bằng trời kia chúng ta đã bẩm báo việc này cho các vị tổ vương, tin tưởng tất có tổ vương ra tay, truy bắt hung thủ, để khắp thiên hạ đều biết, đế tinh là không thể động. Xâm Bình không nói gì, trên mặt tất cả đều là vẻ hồn bay phách lạc. Trăm vạn năm chịu nhục, nhưng quay đầu lại là một quyền đánh hụt, để hắn thật giống như lập tức mất đi phương hướng cùng động lực đi tới. Hắn không biết khi nào thì đi, nhưng qua không lâu, tin tức U Nguyên chết cũng truyền ra, để không ít đội ngũ đều thầm thích, thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, mà tương ứng, bồi suất của bách chiến học viện một đường lên cao, đạt đến tình trạng một bồi 17, thứ hạng này gần như là giảm chừng 200 tên. Dù sao còn có vô nhai cùng tốn phong, vì lẽ đó còn không đến mức quá khó coi. Hiện tại Lăng Hàn lại có động lực, hắn muốn con chiến thú kia, bởi vậy hắn trước hết phải trở thành trăm cao thủ, mới có tư cách cạnh tranh thứ nhất của cao thủ bảng. Quy tắc của thiên viện đại chiến như sau, vòng thứ nhất, hết thảy đội ngũ tiến vào một bí cảnh, bên trong ẩn giấu nhiều tín tiêu, mọi người ở bên trong tìm tín tiêu, cũng có thể đánh bại đội ngũ khác cướp tín tiêu, một tháng làm hạn định, lấy số lượng tín tiêu mà mỗi đội ngũ tổng cộng thu được tiến hành xếp hạng. Trăm đội ngũ đứng đầu lại tiến vào vòng thứ hai, tiến hành đào thải chiến, lần này chính là so đấu thực lực thuần túy. Mặt khác, trong đội ngũ trăm người đứng đầu, người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa ra, mỗi chi đội ngũ một cái, cái này chính là ứng cử viên của cao thủ bảng, từng cái giao thủ, tiến hành xếp hạng thực lực. Tiến vào 100 vị trí đầu, chiến với hoài kiếm kia. Lăng Hàn đối với đội ngũ của mình có thể thu được thứ nhất hay không không có dã tâm gì, ngược lại học viện được thứ nhất chỉ là một loại vinh quang, hắn muốn dị vực vinh quang làm gì, chẳng lẽ thật muốn dấn thân vào dị vực, hiệu lực thay bọn họ sao? Bởi vậy, hắn chỉ cần có thể tiến vào cao thủ bảng là được. Đại bộ phận thời gian hắn đều đang bế quan, có lúc là ở dưới luân hồi thụ, có lúc là đi phòng tu luyện thời gian, cái này có thể trùng điệp thái trụ tiên thể, để hiệu quả gia tốc tăng lên dữ dội. Có điều, thời gian thái trụ tiên thể vận chuyển có hạn, không giống phòng tu luyện thời gian, chỉ cần trả thù lao liền kéo dài. Không chỉ hắn, nữ hoàng, hổ nữ cũng không ngừng khổ tu, các nàng đương nhiên không có ý nghĩ xuất lực cho dị vực, chỉ vì mình tăng lên mà thôi. Ngay cả tốn phong, vô nhai cũng khổ tu, bọn họ hy vọng mình có thể ở bát liên đi càng xa hơn, nhưng đối với đế giả mà nói, đột phá cửu liên ngược lại dễ dàng, nhưng muốn đạt đến cửu diệp, thập diệp là khó như lên trời, càng không thể là lâm trận mới mài gương liền có thể thực hiện. Thời gian mười mấy năm lặng yên mà qua, hết thầy học viện đều đã tới, thiên viện đại chiến bùng nổ. Tin tức U Nguyên chết đã truyền ra, để không ít người phẫn nộ, lại dám động đế tinh, chuyện này quả thật là đang đối địch với toàn bộ vị diện. Nhưng mà, coi như một vị tổ vương tự mình điều động cũng không có bắt được năm người gan to bằng trời kia, phảng phất như bọn họ đã biến mất ở trong vùng thế giới này. Cái này thậm chí để một vị thiên tôn lên tiếng, truyền đạt thiên tôn pháp chỉ, truy nã năm người này. Có điều, bọn họ vẫn không sánh bằng Lăng Hàn, Lăng Hàn là cơ hồ bị hết thảy thiên tôn liên danh truy nã, người bắt hoặc giết hắn, thiên tôn có thể bảo đảm nhất định có thể đạt đến độ cao của thập bát liên tổ vương. Bởi vì bách chiến học viện không có dẫn nhiều một người, bọn họ chỉ có thể báo lên 9 tên, tham dự cuộc tỉ thí này. Cũng còn tốt, thiên viện đại chiến chỉ quy định giới hạn trên nhân số, thế nhưng sẽ không bởi vì không đủ 10 người liền không được tham gia, cái này rõ ràng là chịu thiệt, ai sẽ không lấy đủ 10 tiêu chuẩn. Lại nói, có thể đại biểu học viện xuất chiến cũng là vinh dự, ai sẽ không vui vẻ ngóng trông. Khi báo danh kết thúc, nhân viên của 999 đội ngũ thi đấu cũng toàn bộ định hình. Thiên kiêu xuất chúng ngoại trừ hoài kiếm, còn có triệu thiên, khánh hóa. Đều là tồn tại top 10 lần trước, cũng không biết lần này có thể xung kích địa vị vô địch của hoài kiếm hay không, hay chỉ nhìn vị trí thứ hai. Đương nhiên, cũng có một chút người mới làm nóng người, tỉ như lăng hàn, lại tỷ như mấy thiên kiêu chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Dưới một thác nước, một thiếu niên ác ma tộc đang phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, mỗi một lần hô hấp, thác nước cũng theo hơi động loáng một cái, thật giống như có một bàn tay lớn lay động. Mà lại quan sát tỉ mỉ, cái thác nước này thật không đơn giản, trong nước có thể nhìn thấy từng viên ngôi sao. Cái này gọi là tinh thần bộc, xác thực ẩn chứa vô số ngôi sao, ở hạ du liên tiếp cổ giới của dị vực, mỗi một giọt nước chảy đi ra ngoài đều sẽ hóa thành một ngôi sao. Trường 2584, Thiên Kiêu từng cái hiện hạ. Cũng bởi vậy, lực xung kích của tinh thần bộc cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả cửu liên cũng không dám dừng lại ở nơi này, nhất định sẽ bị thác nước vĩnh viễn không có điểm dừng sông hủy hộ thuẫn, bị ngàn tỷ tinh thể oanh kích, trọng thương. Nếu như ai nhìn thấy cử động của thiếu niên này, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến tê cả ra đầu, đây cũng quá khủng bố đi, mỗi lần hít thở liền kéo tinh thần bộc, đây là thực lực khủng bố thế nào. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt liếc nhìn bầu trời. Trong vùng thế giới này, đế tinh thứ nhất tuyệt không phải hoài kiếm ngươi, mà là ta khư tinh nói xong hắn chấn động hai cánh oanh tinh thần bộc nhất thời chảy ngược ở trong một vùng biển rộng một cô gái thiên sứ tộc mỹ lệ đến khó mà tin nổi để trần chân sen mà đi trong tay phải nắm một trường kiếm như lưu ly li, còn chảy xuống máu tươi mà sau lưng nàng lại có một con đại ngư lớn như núi phiêu phù trên mặt nước cho dù đã tử vong nhưng vẫn tỏa ra khí thức khiến người ta sợ hãi gần như nên về rồi nàng lẩm bẩm nói vung kiếm chém một cái hư không nứt ra nàng trực tiếp bước vào tựa hồ căn bản không sợ hư không phong bạo mà một câu nói tiếp theo của nàng cũng ở trên biển rộng yếu ớt bồng bềnh hoài kiếm sao có người nói vâng chịu thiên địa khí vận mà sinh ngược lại muốn xem xem có thể làm đối thủ của tính nguyệt ta hay không trong ngọn núi lớn nguyên thủy một thánh thú ầm ầm ngã gục máu tươi chảy đầy đất mà từ trong sọ não của nó bỗng dưng bay ra một con huyết trùng chỉ dài ba tấc lập tức có hung uy ngập trời giật động để cây cối bốn phía lập tức khô bại héo tàn con huyết trùng này miệng nói tiếng người, so sánh với lần trước nhanh hơn một phần mười tức thời gian. Nó có vẻ ngạo nghễ, bảy tức liền giết một thánh thú cấp bậc cửu liên nhất diệp, còn có bát liên thập nhất diệp thứ hai có thể làm được sao? Thiên viện đại chiến, huyết qua ta sẽ đích thân đánh bại hoài kiếm. Thời điểm sáng sớm, đám người lang hàn đều bị đánh thức, thất xương cùng Nguyên làm động viên cùng khích lệ cuối cùng. Lần này, U Nguyên không ở, vì lẽ đó, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm trước 200, tranh thủ tiến vào 100 vị trí đầu. Thất xương lớn tiếng nói, các người có lòng tin hay không? Có, bọn người vô nhai cùng tốn phong lớn tiếng kêu lên, tuy sức chiến đấu của đế tinh cao mất ngay, nhưng trước tiên cần phải nhìn cảnh giới, tỉ như lang hàn, chỉ cần hắn không dùng tới thanh tiên kiếm kia, người nhìn bọn họ người nào sẽ sợ hắn. Hơn nữa, cửa thứ nhất thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không thể phủ nhận vận may ở trong đó chiếm thành phần rất lớn. Nếu như vận may đủ tốt, tiến vào 100 vị trí đầu không khó. Đương nhiên, vòng thứ hai liền không nên hy vọng, không có đế tinh cấp cao tỏa chấn, vậy chỉ có thể là đánh xì dầu. Uyên cũng cổ vũ vài câu, sau đó cả đám liền xuất phát, đi tới địa điểm thi đấu. Ngàn chi đội ngũ tụ hội, mỗi người đều là thiên kiêu vô thượng, cơ bản người người đều là đế giả, chỉ có số rất ít đội ngũ mới có một tên hoàng giả ở trong đó, kia là vì đế giả tập hợp không ra 10 cái, chỉ có thể lấy hoàng giả ra bù, nếu không tiêu chuẩn này cũng lãng phí. Quy tắc liền không nói nhiều, không được giết người, không thể vận dụng bất luận thủ đoạn gì ngoại trừ thực lực bản thân, bằng không, nên đền mạng liền đền mạng, nên hủy bỏ tư cách liền hủy bỏ tư cách, không nên ôm bất luận may mắn gì. Có tổ vương giá lâm, mi tâm mở ra thập liên, tỏa ra khí tức không giống, cao cao tại thượng như thiên địa giá lâm. Bắt đầu đi, hắn phất phất tay, cũng lười phí lời, ở trong mắt tổ vương, những cái này chỉ là tiểu hài tử, cho dù trên căn bản thành tựu tương lai của tất cả mọi người đều vượt qua hắn, nhưng kia không biết là chuyện bao nhiêu lâu về sau. Từng chi đội ngũ nối đuôi nhau tiến vào bí cảnh, không cần lo lắng sau khi đi vào sẽ bị phục kích, bởi vì sau khi đi vào vị trí là tùy cơ, xác suất hai chi đội ngũ lập tức va vào vô hạn bằng không. Chỉ ít đoàn người lăng hàn không có xui xẻo như vậy, đi vào liền phải đánh một trận, bọn họ trước tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh một hồi. Mới tới không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, đi theo chúng ta. Bọn người vô nhai quát lên, bọn họ đã tham gia một lần thiên viện đại chiến, tự nhiên tương đối quen thuộc, cũng không cần quan sát hoàn cảnh gì, Lập tức hiệu lệnh bốn người Lăng Hàn. Ở đây, cấm dùng bất luận thủ đoạn gì ngoài thực lực bản thân, bởi vậy bọn họ tự nhiên lại khôi phục cảm giác ưu việt, đế tinh thì đã làm sao, cảnh giới không đạt vẫn như cũ là cặn bã. Lăng Hàn cười ha ha nói, ta chán ghét nhìn mấy cái các ngươi, vẫn là phân công nhau hành động đi. Ngươi, bọn người tốn phong giận dữ, đây chính là đoàn đội hành động, chỉ có lực lượng của tất cả mọi người ngưng tụ lại, mới có thể làm cho đoàn đội phát huy được lực lượng. Nhưng Lang Hàn vừa lên liền muốn phân liệt đội ngũ, vậy nếu như gặp phải kẻ địch, không phải dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Bá, người không nên quá tùy tiện, Tốn Phong không nhịn được trách mắng. Người ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ, huống chi nơi này còn có vô số cường giả, thậm chí người mạnh hơn U Nguyên cũng không dưới 50 người, người coi mình có thể quét ngang vô địch sao? Không sai, Lang Hàn gật gù, hết cách rồi, thực lực mạnh chính là tùy tiện như thế. Bọn người Tốn Phong nổi giận chưa từng thấy người không biết xấu hổ như Lăng Hàn, chỉ là bát liên tam diệp lại dám tự tin bạo lều như thế, đây là cảm giác ưu Việt từ đâu tới. Một tháng sau gặp lại đi, Lăng Hàn phất phất tay, mang theo ba nữ muốn nghênh ngang rời đi. Đứng lại, vô nhai ra tay, tóm tới Lăng Hàn, hắn thực không nhịn được, phải cố gắng giáo huấn ra hỏa gan to bằng trời này một hồi. Lăng Hàn không quay đầu lại, chỉ là trong nháy mắt quét qua, soạt, một đạo kiếm khí cắt ngang, kinh diễm cửu thiên ngực của vô nhai nhất thời có thêm một vết máu, sâu thấy xương, lông chim bị đánh rơi một phần ba, đầy trời đều là lông chim màu trắng đang bay múa. Đòn đánh này thật giống như đánh cho động lại thời gian, tất cả mọi người đều há to miệng, không phát ra được một chút xíu âm thanh. chương 2585, mỗi người đi một ngả. Vô nhai, là bát liên thất diệp A, cho dù ngươi là đế tinh, thế nhưng muốn một đòn oanh bại vô nhai, không có cảnh giới tương đồng thậm chí càng cao hơn thì làm sao có khả năng làm được vấn đề là lăng hàn vẻn vẹn chỉ là bát liên tam diệp không 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 hắn nhất định không phải tam diệp nếu như tam diệp nào cũng như bá mà nói vậy toàn bộ cấp độ võ đạo liền lộn xộn không muốn chết thì cút lăng hàn uy nghiêm đáng sợ nói hắn đối với dị vực là tràn ngập địch ý nếu không phải thiên sứ tộc không có xâm lấn tiên vực mà nơi đây lại có tổ vương tỏa trấn không thể giết người nói không chắc hắn khắc chế không được sát ý ai bảo vô nhai động ý nghĩ với nữ nhân của hắn thậm chí còn hành động ngay cả tốn phong cũng không dám ra tay, bởi vì hắn không cách nào làm được một đòn liền oanh bại vô nhai, nói rõ thực lực của Lăng Hàn còn trên hắn. Hơn nữa, nữ hoàng cùng hổ nếu đều là đế tinh, sức chiến đấu kinh người, thật muốn bạo phát đại chiến, bên bọn họ cơ bản không thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, chiến đấu như vậy căn bản không có chỗ tốt, vậy bọn họ tự nhiên càng không muốn đánh. Năm người nhìn theo đám người Lăng Hàn rời đi, đều có một loại cảm giác vô lực. Lần này nếu như không thế tiến vào 100 vị trí đầu, trách nhiệm liền ở trên người bọn họ. Không sai, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Năm người đều oán hận nói, bốn người lăng hàn rất nhàn nhã, muốn thu được tín tiêu có hai loại biện pháp, một là tìm, hai là cướp của người khác. Địa phương giấu tín tiêu sẽ có nhắc nhở rất rõ ràng, ánh sáng lấp lóe, chỉ cần đến gần phạm vi một dặm liền có thể phát hiện, nhưng cướp liền phải xem vận khí, khả năng đối tượng bị cướp còn chưa khai trương, hay là mới vừa bị người cướp đoạt qua một lần, vậy liền không thu được gì thời gian còn nhiều, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lăng Hàn không có hứng thú tìm tín tiêu gì, đã sớm quyết định chủ ý ăn cướp, tự nhiên chẳng muốn tiêu tốn thời gian tìm kiếm, thời gian nửa tháng đủ để toàn bộ tín tiêu nơi đây bị người tìm ra, đến thời điểm đó chính là chiến đấu, thực lực ai mạnh liền có thể vồ lấy càng nhiều tín tiêu. Bốn người Lăng Hàn tìm tới một bờ hồ, ở đây dựng lều vải, mỗi ngày đều tu luyện một hồi, lại hưởng thụ mỹ thực, thời gian ngược lại rất tiêu giao, ngoại trừ tín tiêu vẫn không có đột phá số 0. Mà ở bên ngoài, có một tấm bia đá, phía trên ghi chép mỗi chi đội ngũ hiện nay nắm giữ số lượng tín tiêu, mỗi cách một canh giờ sẽ đổi mới một hồi. Toàn bộ bí cảnh đều ở trong trận pháp, bởi vậy rất dễ dàng thu được số liệu thống kê. Hiện nay xếp hạng thứ nhất không phải Hằng Long học viện, mà là Luân Anh học viện, thu được số lượng tín tiêu nhiều đến 97 cái, mà Hằng Long học viện hiện nay chỉ xếp hạng thứ 17. Chuyện này tất cả mọi người không có cảm thấy khiếp sợ, thứ nhất vòng thứ nhất xếp hạng không có ý nghĩa gì, có thể tiến vào 100 vị trí đầu là tốt rồi, thứ hai tỷ thí vừa mới bắt đầu, tất cả đội mạnh đều không có phát lực. Tỷ như lần trước người thứ hai cương thiên học viện, hiện tại xếp hạng cũng chỉ 13 mà thôi. Ở trụ đá đối diện, còn có một tảng đá trơn nhẵn như hương, phía trên có hình ảnh trong các góc của bí cảnh, nhưng chỉ là một ít góc, đại bộ phận khu vực không thể bắt giữ. Mau nhìn, thiếu niên này lại đánh bại một chi đội ngũ. Có người kinh ngạc thốt lên, ở đây quan sát, đều là cường giả của mỗi học viện, Cơ bản là các bậc Cửu Liên, Tổ Vương đương nhiên không thể tập hợp náo nhiệt như vậy. Thiếu niên này là ai, cũng quá mạnh mẽ đi, tiêu diệt một chi đội ngũ lại chỉ dùng 10 tức thời gian. Có cường giả Cửu Liên ôm đầu, kia rõ ràng chỉ là một tiểu bối bát Liên, nhưng sức chiến đấu bay thẳng Cửu Liên. Đó là thiên tài mạnh nhất viện ta, Khư Tinh, có một tên cường giả ngạo nhiên nói. Tam Hiển học viện, mọi người vừa thấy, đều cau mày, lộ ra vẻ không tin. Ở lần trước trong Thiên viện đại chiến, Tam Hiển học viện xếp hạng ngoài 500, căn bản không có tư cách tham dự vòng thứ hai. Nhưng hiện tại chỉ qua một triệu năm, lại nhô ra thiên tài khủng bố như thế, một người liền có thể phá hủy một chi đội ngũ, hơn nữa chỉ cần 10 tức thời gian. Đây là một vị đế tinh, thực sự là thế sự vô thường a. À. có cường giả cảm thán, lần này chết đi một đế tinh, rồi lại xuất hiện một tân đế tinh, đây là trời cao phù hộ chúng ta, đế tinh tầng tầng lớp lớp, để chúng ta hưng thịnh. Ừm, rất nhiều người đều gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ có thất xương cùng nguyên cực kỳ phiền muộn, phải biết lần này học viện bọn họ ngay cả 100 vị trí đầu cũng có khả năng giết không vào, nào có tâm tình thay người phấn chấn. Còn có cô gái thiên sứ tộc này, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ rất nhanh lại bắt lấy một người mới, lấy chỉ làm kiếm, vẽ ra kiếm khí đáng sợ, căn bản không người có thể ngang hàng, một đường dũng cảm tiến tới. Kha kha, thủy trung nguyệt của tử dương học viện chúng ta. Một tên cường giả cười ha ha nói, căn bản không chờ người khác hỏi liền chủ động nói ra trên mặt tràn ngập đắc ý. Lần này, dị vực tựa hồ nghênh đón một thời đại trăm hoa đua nở, thiên kiêu thành danh tinh tiến mãnh liệt, vẫn mạnh mẽ như cũ, mà người mới cũng xuất hiện lớp lớp, một mảnh tươi tốt. Con mắt của thất xương cùng uyên đều chăm chú vào trên bia đá, hiện nay thành tích của bách chiến học viện vẻn vẹn chỉ xếp hạng 722, đừng nói thẳng tiến 100, ngay cả bảo đảm trước 200 cũng xa xa vô vọng. Bọn họ không khỏi kỳ quái, lấy thực lực của đoàn người lăng hàn, mặc dù nói muốn giết tiến vào 100 vị trí đầu phải xem vận khí, nhưng trước 200 hẳn không thành vấn đề. Lẽ nào bọn họ bị đội mạnh cướp sạch, nhưng bọn họ đạt được tín tiêu chưa từng đột nhiên giảm qua, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là bị người cướp sạch. Ô, các người mau nhìn, bốn tên nam nữ này ngược lại thật sự là nhàn nhã. Có người đột nhiên cười nói, bởi vì hình ảnh biểu hiện trên kia là bất định, nó có thể bắt giữ các góc trong bí cảnh, sau đó tùy cơ đưa ra. Ha ha ha, nhất thời, tiếng cười một mảnh thất xương cùng uyên cũng nhìn sang, suýt chút nữa tức đến ngất đi. Ở trong hình, chỉ thấy lăng hàn cùng ba nữ hổ nữ đang nhàn nhã ăn thịt nướng. chương 2586, gặp phải, chỉ như vậy cũng thôi, then chốt là phía sau bọn họ còn có bốn lều vải. Ăn bữa cơm cần dựng lều vải sao? Hiển nhiên không cần, dựng lều vải chính là ở trên một ngày hoặc một đêm. Nhưng mọi người là tu vi gì, dù liên tục mấy trăm triệu năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi, lúc này mới tiến vào bí cảnh bao lâu, bốn người này lại dựng lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi, cái này há có thể không khiến người ta cười. Đám người thất xương rốt cuộc biết vì sao học viện bọn họ xếp hạng thấp như vậy, bởi vì bọn họ vốn thiếu mất một người, bốn người lăng hàn lại ứng đối tiêu cực, cái này còn có thể xông lên hai trăm chính là thấy quỷ. Hai người vừa tức giận đám người lăng hàn hồ đồ, một bên cũng trách cứ đám người tốn phong, lại không ngăn cản. Cái mất mặt này quá lớn rồi, thực sự là muốn đào cái động chôn mình. Ha ha, đây là học viện nào? Có người hỏi không rõ ràng, thật giống như là lần đầu tham gia. Ha ha, lần đầu tiên tham gia, không làm rõ được tình huống, cho nên coi là cắm trại sao? Ô, ta thật giống như gặp qua mấy người này, lúc trước là cùng bọn họ chung một chỗ đến. A, à, là Bách Chiến Học Viện. Cái gì, Bách Chiến Học Viện? Cười chết ta, lẽ nào bởi vì không còn u nguyên, bọn họ ngay cả tự tin chiến đấu cũng không có sao? Hừ, người như vậy muốn có tác dụng gì, lên chiến trường hai giới chỉ có thể làm mất mặt chúng ta nhiều cường giả đều hư lạnh đối với thái độ của bốn người lăng hàn như vậy tràn ngập xem thường thái độ như thế còn muốn tới đây cái này không chỉ lãng phí tiêu chuẩn cũng là không tôn trọng những người dự thi khác thất sương cùng uyên đều dùng sức cúi đầu không nhìn người miễn cho mất mặt thêm nữa Ô, khư tinh vừa vặn đến nơi này bọn họ muốn gặp gỡ ha ha nên cho bọn họ chút đau khổ nơi này không phải là địa phương bọn họ đi chơi rất nhiều người đột nhiên trở nên hưng phấn tên thiếu niên đáng sợ kia đang tiếp cận hồ lớn chỉ cần vừa đến, liền có thể nhìn thấy nơi đó có bốn lều vải. Mọi người dồn dập nhìn về phía gương đá, lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Trong bí cảnh, bốn người lăng hàn nguyên bản đang ăn hang say, đột nhiên nữ hoàng cùng hổ nữ đều giật mình, dừng động tác lại, sau đó cùng nhau nhìn về phía bên trái. Các nàng phát hiện một tên thiếu niên ác ma tộc đang đi về phía bọn họ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng thiếu niên này cực kỳ khủng bố, phảng phất như gánh vác ngôi sao, một cước hạ xuống, trời động mà đong đưa. Lang Hàn cùng nhu yêu nữ thì đều không có phản ứng, một cái là đã sớm phát hiện, căn bản không thèm để ý, một cái khác là thật không có chú ý tới. Thời điểm phát hiện nữ hoàng cùng hổ nữ vẫn nhìn chằm chằm một nơi mà không có tiếp tục ăn, mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Giao ra tín tiêu, sau đó cút, thiếu niên lạnh lùng nói, trong khi nói chuyện, hai cánh phía sau hắn hơi lộ liếu, hiện ra thái độ cực kỳ ngạo mạn. Lang Hàn cười cợt nói, nếu như muốn cùng một chỗ ăn thịt nướng, không ngại ngồi xuống, muốn đánh nhau, chờ chúng ta ăn xong lại nói thiếu niên kia tự nhiên chính là khư tinh hắn kinh ngạc nhìn lăng hàn lộ ra vẻ kinh ngạc lá gan người này cũng thật không nhỏ ở trước mặt mình lại còn dám nói trêu chọc hắn cười lạnh các ngươi không có tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ hắn nhanh chân đi về phía đoàn người lăng hàn khí thế vô biên giật động hắn phảng phất như một vị ma thần không cách nào vượt qua tuy hổ nữ nữ hoàng vẫn không có bước vào thập nhất diệp nhưng bản thân là thập diệp đế tinh tự nhiên không thể bị khí thế của thập nhất diệp áp chế, chỉ có nhu yêu nữ mới hơi lộ ra vẻ khó chịu, dù sao tu vi của nàng kém có chút xa. Lăng Hàn lấy ra một chén rượu không, đổ đầy, sau đó quăng về phía khư tinh, cực kỳ vững vàng, không có tung ra một giọt. Ta nói rồi, các ngươi không xứng. Khư tinh hừ một tiếng, đấm ra một quyền, muốn đập vỡ tan chén rượu này. Nhưng sau khi đánh ra một quyền, hắn hơi biến sắc, trên chén rượu ra chỉ lực lượng quy tắc mạnh mẽ, hắn lại không cách nào phá hư, nhưng bị chặn lại như thế, lực lượng trên chén rượu cũng miễn cưỡng dùng hết, nhất thời ngừng lại ở trước mặt hắn, sau đó dưới tác dụng của trọng lực, rơi xuống đất. Sắc mặt khư tinh lại biến, hắn đưa tay ra, đùng, tiếp được chén rượu. Nếu như hắn một quyền đánh nổ, vậy tự nhiên là không lời nào để nói, nhưng tình huống bây giờ không phải như vậy, mà là lăng hàn ngăn được lực lượng một quyền của hắn, vừa vặn đưa đến trước mặt hắn, nếu hắn không tiếp, rượu tung ở trước mặt, đây chính là sỉ nhục với hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đỡ lấy chén rượu nhưng mà như thế lăng hàn mời rượu miệng hắn nói không xứng nhưng tay lại nhận như vậy hắn liền thua một bậc hết cách rồi ai bảo hắn đoán sai thực lực của lăng hàn thời điểm đấm ra một quyền hắn đã rơi vào hạ phong hắn xác thực không để lăng hàn ở trong mắt cú đấm này dùng lực lượng cũng không lớn nhưng cũng đủ để cho hắn ý thức được lăng hàn mạnh mẽ có chút ý nghĩa hắn nhếch miệng cười hàm răng trắng như tuyết khá giống như dã thú hung tàn đối thủ như vậy ta cũng không bỏ được giết chết ở đây. Ta ở trong quyết đấu một trọi một chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn cười to ba tiếng, sau đó xoay người rời đi. Chiến ý của hắn đã sôi trào, nhưng chiến đấu ở nơi này không cách nào để cho hắn tận hứng, có quá nhiều điều kiện hạn chế. Vì lẽ đó, hắn nhịn, lang hàn cười nhạt, hai tay có chút run, đương nhiên không phải bởi vì sợ sệt, mà là hưng phấn đối thủ này để hắn có loại cảm giác gặp gỡ kỷ vô danh, cường đại đến kinh người. Vậy thì ở cao thủ bảng tái chiến đi, hai người là luyến tiếc đối thủ, nhưng người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, lại không cách nào nghe được âm thanh, đều không hiểu, làm sao một cái kính chén rượu, một cái khác tiếp nhận liền đi. Lẽ nào bọn họ nhận thức sao? Coi như bọn họ may mắn, cường giả bên ngoài đều khó chịu nói. Bọn họ cũng không có lại quan tâm đám người lăng hàn, bởi vì hình ảnh xoay một cái, đã từ trên người đám người lang hàn rời đi, chuyển tới một khu vực khác. Một cái chớp mắt mà thôi, 15 ngày đã qua, tín tiêu trôn ở đây đều bị người lấy ra toàn bộ, có mấy người mang theo tín tiêu ẩn núp, có mấy người thì bắt đầu càn quét, thu được càng nhiều tín tiêu hơn. Nên xuất phát rồi, lang hàn cười nói, chương 2587, xếp hạng tăng lên. Bốn người lang hàn gia nhập hàng ngũ tranh cướp tín tiêu. Đừng xem bọn họ ít người, chỉ có bốn cái, nhưng một cái là thập nhất bí, hai cái thập bí, chỉ ba người này liền có thể mở một đường, huống chi còn liên hợp lại, hơn nữa lang Hàn không phải đế tinh, mà là tiến hóa lũy thừa tiếp cận thậm chí đạt đến 11 điểm. Bốn người bọn họ nghênh ngang đi tới, cũng không giống người khác tìm địa phương che giấu tung tích, chẳng khác gì là ở trên mặt khác bốn chữ. Đến cướp ta đi, người đến cướp bọn họ cũng thật không ít, rất nhanh có một chi đội ngũ giết ra, vây quanh bọn họ. Ơ, ờ, làm sao mới bốn, có người thổi tiếng huyết sáo, có phải là thất tán với đội ngũ không, kêu một tiếng hảo ca ca, ca ca sẽ bảo vệ các ngươi. Ba nữ một nam, đây là tiết tấu một vương tam hậu A. Có người càng thêm ngả ngớn, khẩu vị còn thật nặng, ba thiên sứ tộc xứng một ác ma tộc. Có nam giới thiên sứ tộc ghen ghét nói, các nàng nữ hoàng đều đẹp như thiên tiên, khí chất cảm động, nhưng nam giới duy nhất trong đội ngũ là ác ma tộc, quả thực có thể thức chết người. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cho các ngươi lựa chọn, là trước tiên giao tín tiêu ra đây, để ta đánh thoải mái, hay là trước hết để cho ta đánh thoải mái, lại giao tiến tiêu ra đây. Trong đội ngũ kia 10 người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đều cười ha hả. Không buồn cười sao, chỉ có bốn người mà thôi, lại muốn giết đội ngũ bọn họ. Chúng ta có lựa chọn thứ ba, đó chính là chúng ta đánh ngươi một trận. Có một tên trùng tộc đi ra, hắn nắm giữ một cái mông to mọng, chiếm một nửa thân thể, đỏ ngầu, che kín đường nét, lại còn rất có cảm giác nhịp điệu. Xeo, hắn chạy ra, đừng xem hắn béo hiếm thấy nhưng động tác vừa linh động lại cấp tốc, chỉ thoáng một cái liền đến trước người lăng hàn, duỗi ra hai cái móng vuốt tóm tới. Trên mỗi móng vuốt đều che kín xước mang rô, giật động ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Bát liên lục diệp, con sâu này chính là một đế giả. Lăng hàn đưa tay, đùng, hai cái móng vuốt liền lọt vào trong bàn tay hắn, sau đó gập lại, chỉ thấy máu trùng màu xanh biếc từ trong đoạn chi bắn mạnh ra. Chi, con sâu kia đầu tiên là sướng sờ, căn bản không nghĩ tới lăng hàn sẽ mạnh như vậy, mình lại không phải đối thủ, sau đó mới bởi vì bị đau mà phát ra tiếng rít, hóa thành sóng gợn đáng sợ, lay động về bốn phương tám hướng, oanh oanh oanh, núi đá đổ nát, cây cối ngã xuống. Hắn ngược lại cũng có kinh nghiệm lâu năm bách chiến, không có vì vậy mà thất kinh, cái mông hơi dựng ngược lên, phốc, phun ra một luồng khí lưu màu xám, tràn ngập mùi hôi thối. Đây là thần kỹ bản mệnh của bộ tộc hắn, trong giám ẩn chứa kỳ độc, sinh linh cùng cảnh giới chỉ cần ngửi một hồi sẽ đầu váng mắt hoa, thực lực thấp trực tiếp hóa thành nước ngủ được lực, lực mạnh hơn cũng chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu xuống thấp. Vì lẽ đó, cái này không chỉ có thể dùng để bảo mệnh, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Lăng Hàn chu miệng, sau đó thổi khí. Hô, một luồng kình phong mạnh mẽ gồ lên, thật giống như cương phong trên 9 tầng trời, tịch cuốn, hết thảy khí xám đều bị quét đi sạch sành xanh, tái hiện trời nắng sáng sủa. Con sâu kia nguyên bản vừa lộ ra nụ cười đắc ý, liền lập tức sụ xuống. Hắn lạnh run, biết lúc này gặp gỡ đối thủ, thực lực mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo, mà là nghiền ép từ đầu đến đuôi. Tuy vòng thứ nhất cạnh tranh cấm chỉ giết người, nhưng ai cũng không có quy định không thể đánh đối thủ tơi bời, đang yên đang lành ai muốn bị đánh, đặc biệt bọn họ cơ bản là đế giả, tương lai tất nhiên thành tổ vương, lưu lại một chỗ bẩn lớn như thế, sau này nhất định sẽ bị người cười chết. Trốn, chín người khác vội vã bỏ chạy, ngược lại đồng bạn sẽ không chết, chỉ có thể ăn chút nỗi khổ ra thịt, bảo vệ tín tiêu mới là việc quan trọng. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ phân công nhau đánh lén, ngoại trừ nhu yêu nữ thực lực hơi kém, nữ hoàng cùng hổ nữ đều là thập bí đế tinh, sức chiến đấu này mạnh cỡ nào. Chỉ cần thập nhất bí đế tinh không ra, ai có thể so tài. Đội ngũ người người một cái cũng không thể đào tẩu, ngược lại bị bốn người lang hàn vây nhốt lại. Cái này có chút trào phúng, mới đầu là 10 người này lại đây bọc đánh, nhưng một cái chớp mắt mà thôi, vị trí của song phương đã trao đổi. Các người tuyển con đường nào, Lang Hàn cười nói, trước tiên giao tín tiêu, ta có thể đánh nhẹ một chút. Mười người kia không nói gì, nhưng dồn dập lấy tín tiêu trên người ra, ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đếm, những người này thu hoạch cũng không tệ lắm, có bảy mươi mấy tín tiêu, hắn nguyện miệng cười. Tiến vào phân đoạn thứ hai, bốn người oành 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 ra tay, giáo huấn mười người này một trận, lúc này mới thả bọn họ rời đi, sau đó lại lảo đảo xoay chuyển, một bên tìm kiếm đối tượng đánh cướp kế tiếp, một bên khác là đưa đám người mình tới cửa. Vận may của bọn họ không tệ, rất nhanh lại gặp phải một chi đội ngũ, nhìn thấy bọn họ không nói hai lời liền từ đằng xa lao lại, chủ động phối hợp. Nể tình các ngươi ngoan như thế, chúng ta cũng chỉ đánh cướp các ngươi một nửa tiến tiêu. Lăng Hàn cười ha ha nói, dù sao mới vừa khai trương, đối phương lại chủ động như thế, giảm giá 50%. Không biết trời cao đất rộng, 10 người đối diện cười gần, lập tức khởi sướng công kích. Vẹn vẹn chỉ 2 phút, chiến đấu kết thúc, 10 người đều sưng mặt sưng mũi, cúi đầu ủ rũ rời đi, trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ lại chủ động đón nhận bốn sát thần này, thực sự là đần độn A. À. Cũng còn tốt, bốn người này vẫn rất có nguyên tắc, nói cướp bọn họ một nửa tiến tiêu cũng chỉ cướp một nửa, để lại cho bọn họ chút hy vọng. Nhưng bọn họ mới vừa đi ra không bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một cô gái, thiên sứ tộc, đẹp đến kinh người, hai chân để trần, trắng nõn như ngọc, cả mái tóc đen không gió mà bay, làm cho nàng như muốn phi thăng. Giao tiến tiêu ra đây. Cô gái này từ tốn nói, nhưng trong giọng nói tự có một luồng khí phách khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đội ngũ người người đều tức giận, trước bị bốn người đoạt một lần thì thôi, hiện tại lại còn có người muốn cướp bọn họ, là nhìn bọn họ dễ ức hiếp sao. Bắt nàng, mười người đồng loạt ra tay, muốn bắt nữ tử này, cướp nhiều một khối tiến tiêu cũng tốt. Cô gái hử lạnh một tiếng, mười ngón khẽ gảy, xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí phun trào, phốc 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 phốc, mười người đều bị đóng đinh ở trên mặt đất, quy tắc hóa thành kiếm quang, cực kỳ đáng sợ. chương 2588, bão táp, sau khi cướp sạch bọn họ, cô gái bồng bình rời đi. Mười người hai mặt nhìn nhau, đều hết sức buồn bực. Bị đám người lăng hàn cướp sạch vẫn tính là vận may, để lại cho bọn họ một nửa tín tiêu, nhưng ngay sau đó lại gặp phải một nữ sát tinh, lấy hết sạch bọn họ, để bọn họ một đêm trở lại xã hội nguyên thủy, nghèo rất mùng tơi. Nữ nhân này đi phương hướng cùng bốn người trước nhất trí, nói không chắc bọn họ sẽ gặp được. Một người đột nhiên nói, kha kha, vậy liền vui rồi, ông trời phù hộ, nhất định phải để bọn họ gặp gỡ. Có người thậm chí hợp thành chữ thập, cầu khẩn một vị thiên tôn. Ngoại giới, bởi vì bốn người lăng hàn liên tục cướp đoạt đắc thủ, cũng làm cho điểm của bách chiến học viện bắt đầu bão táp, xếp hạng cũng tăng nhanh. Chỉ nửa ngày mà thôi, liền từ hơn 700 tăng nhanh đến hơn 400. Biến hóa này quá to lớn, gây nên không ít người chú ý. Chuyện gì thế này, bách chiến học viện đột nhiên phát huy không có U Nguyên, bọn họ dựa vào cái gì hùng hổ như vậy. Đúng vậy, còn có bốn người ở bên hồ cắm trại, vậy cũng chỉ có năm người mà thôi, lại có thể ở trong nửa ngày đánh bại nhiều đội ngũ như vậy. Khó có thể tin, rất nhiều cường giả đều quăng lại ánh mắt quan tâm, nhưng điểm cùng xếp hạng trên bia đá hầu như là liên tục đổi mới, nhưng trên một tảng đá khác, hình ảnh trong bí cảnh không thể khống chế, muốn cho ngươi xem chỗ nào liền xem chỗ đó, không thể một đường lần theo chi đội ngũ nào. Thất xương cùng Nguyên đều nhìn đối phương, lẽ nào đám người tốn phong phát huy. Đám tiểu tử này cũng thật là, làm hại hai người bọn họ không công lo lắng mười mấy ngày. Được, tiếp tục xông lên, một hơi thẳng tiến trước hai trăm. Hai người ngạc nhiên phát hiện, lời cầu nguyện của bọn họ lại linh nghiệm, bách chiến học viện xếp hạng đang một đường tăng cao, từ hơn bốn trăm tên giết tới hơn ba trăm tên, lại từ từ xung kích trước hai trăm. Chỉ là xếp hạng càng đi lên, số lượng tín tiêu tranh lệch liền càng lớn, làm cho xếp hạng của bách chiến học viện tăng lên không còn bão táp, Nhảy một cái chính là mấy chục, mà là từ bốn, năm tên nhảy một cái, đã biến thành hai, ba tên nhảy một cái, một hai tên nhảy một cái. 214, 213, 212, hai người không ngừng mà đếm, bọn họ chưa từng phát hiện, mình lại còn có ham muốn như vậy. Thời điểm bách chiến học viện xếp hạng nhảy vào 200, bọn họ thậm chí kích động ôm nhau, nhưng lập tức lại phân ra. Kháo, trung tộc lại ôm thánh thú, quả thực chính là chuyện cười lớn, thật giống như ác ma cùng thiên sứ tập hợp thành một đôi sẽ bị đại bộ phận người chê cười. Nhưng mà, cái này không phải xếp hạng cuối cùng, vị trí của Bách Chiến học viện còn đang không ngừng di chuyển, 109, 108, 107, tuy tốc độ không nhanh, nhưng thời gian còn lại rất nhiều, chiếu xu thế này đến xem, tiến vào 100 vị trí đầu hầu như là không có bất ngờ. Cái này làm Thất xương cùng Uyên đều thích, ồ, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, điểm của học viện mình đã lâu không nhúc nhích, thậm chí còn rơi mất mấy phần tuy không nhiều, lại làm cho xếp hạng rơi mất một vị trí. Chuyện này là sao? Trong bí cảnh, bốn người lăng hàn bị một cô gái thiên sứ tộc phong thái cảm động ngăn cản đường đi, nàng phong thái tuyệt lệ, dung nhan khiến người ta thán phục, hai cánh trắng tuyết tràn ngập thần thánh cùng thánh khiết, nhưng để bốn người lăng hàn thay đổi sắc mặt là nàng tản mát ra khí thế, phảng phất như một đại hải, cuồn cuộn, hào hùng. Giao tín tiêu ra, tỉnh Trung Nguyệt từ tốn nói, có thể được nàng coi là đối thủ chỉ có một, chính là hoài kiếm, những người khác căn bản ngay cả tư cách để nàng nhìn nhiều cũng không có. Trong đôi mắt lang hàn bắt đầu dâng lên chiến ý hừng hực, dị vực thực sự là thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, hắn vốn tưởng rằng chỉ có một hoài kiếm đáng giá chiến một trận, nhưng trước tiên có khư tinh, kế tiếp là cô gái thiên sứ tộc này, cũng có thể làm cho chiến ý của hắn sôi trào, tuyệt đối có thể nói kinh địch. Chẳng trách tiên vực chỉ có thể bị động chịu đòn, thiên địa hoàn cảnh không giống, dưỡng ra thiên kiêu ở trên chất lượng cũng kém kinh người. Hắn đi lên một bước, oanh, khí thế bốc lên vô tận. Tình Trung Nguyệt sững sờ, khí của đối phương thế có thể chống lại nàng mà không hề rơi xuống hạ phong. Trên đời này lại có người như vậy, hoài kiếm, nàng nghiêm nghị nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức lắc đầu, tuy hoài kiếm cũng là nam nhân, nhưng là thiên sứ tộc, mà nam nhân trước mặt này là ác ma tộc, tranh lệch cũng quá to lớn. Ngươi là ai, nàng lại hỏi, bá, lang hàn từ tốn nói, bách chiến học viện, tình trung nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, bách chiến học viện nàng xác thực biết có một học viện như vậy, nhưng không nhớ rõ học viện này có cao thủ gì. Đúng rồi, thật giống như có một đế tinh gọi u gì đó, nhưng tuyệt đối không gọi bá. Tỉnh Trung Nguyệt, Tử Dương học viện, nàng cũng tự giới thiệu mình, đối với Lăng Hàn không dám có chút khinh thường, đã coi là đối thủ, bằng không nàng làm sao báo lên thân phận của mình. Người yếu căn bản không xứng biết nàng là ai, lĩnh giáo một hồi, nàng lại nói, Lăng Hàn siết tay, tốt, xeo, thân hình của tỉnh Trung Nguyệt đập ra, như một con tiên hạc mỹ lệ mà lại tao nhã nhưng hai tay rung lên nhất thời có mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra phô thiên cái địa đánh về phía lăng hàn lăng hàn tự nhiên không sợ triển khai nộ quyền thẳng thắn thoải mái cực điểm huyền diệu hai đại thiên kiêu đấu đối diện chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng trước mắt một cái đã là trăm chiêu đi qua hổ nữ cùng nữ hoàng đều nhìn đến chiến ý như lửa các nàng không cam lòng ở một bên xem trò vui nhưng thập bí thập nhất bí phảng phất như cách một đạo hồng câu vượt qua một bước này cực kỳ kinh người không nhảy tới căn bản không thể nhúng tay không được các nàng cũng phải mau chóng bước vào thập nhất bí bằng không gặp gỡ đối thủ như tỉnh trung nguyệt khư tinh các nàng căn bản không có tư cách tham chiến xeo xeo tỉnh trung nguyệt cùng lăng hàn tách ra hai người đều không có ra tay nữa ở đây giao chiến có quá nhiều hạn chế tỉnh trung nguyệt nói trên cao thủ bảng người có một vị trí chờ tùy ý tái chiến lăng hàn gật đầu nữ nhân này xác thực rất mạnh nhưng hắn không cho là mình không cách nào thủ thắng, bởi vì thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì hắn dung hợp quy tắc hai giới, đây là bất luận đế tinh dị vực nào cũng không thể làm được. chương 2589, cướp công, đến lúc đó chiến một trận, tỉnh Trung Nguyệt bồng bềnh rời đi, mà hổ nữ cùng nữ hoàng thì hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục chiến đấu, đều tiến vào hắc tháp, các nàng phải nhanh một chút đột phá. lang Hàn thì mang theo nhu yêu nữ tiếp tục càn quét, tuy nhân số ít, nhưng sức chiến đấu nhưng hầu như không suy yếu, bởi vì Lăng Hàn vẫn còn, tu vi thập nhất diệp có thể so với 10 cái thậm chí 20 thập diệp, chỉ cần không gặp cao thủ thập nhất diệp, Lăng Hàn liền có thể dễ dàng quét ngang. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần không phải siêu cấp yêu nghiệt như Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, thập nhất diệp đế tinh khác tương tự U Nguyên cũng khó có thể ngang hàng hắn trăm chiêu. Thời gian từng ngày từng ngày đi qua, tới ngày thứ 25, Bách Chiến Học Viện rốt cục tiến vào 100 vị trí đầu. Cái này làm thất xương cùng Nguyên vui mừng hỏng rồi, tuy chỉ cần đánh xếp vị chiến, bọn họ nhất định sẽ lộ ra nguyên hình, cuối cùng khả năng chỉ xếp thứ 99, 100, nhưng so với lần trước cuối cùng không có lui bước quá rõ ràng. Mà lần sau, đám người lăng hàn, nữ hoàng khẳng định đã trưởng thành, mà hoài kiếm cũng đã không tồn tại, đến thời điểm đó liền đến phiên bách chiến học viện xưng bá. Trong bí cảnh, lăng hàn cũng không biết đội ngũ của mình xếp hạng thứ mấy, bởi vì hắn nhất định phải tiến vào 100 vị trí đầu, nên không dừng lại bước chân cướp đoạt, ngay cả vài đội ngũ nắm giữ thập nhất bí đế tinh cũng chịu khổ hắn cướp sạch một đêm trở lại xã hội nguyên thủy nếu như những đội ngũ này không cướp đủ tiến tiêu vậy có khả năng cực cao sẽ bị đào thải ra khỏi cục nắm giữ thập nhất bí đế tinh còn có thể bị đào thải hết cách rồi ai bảo bọn họ xui xẻo bên ngoài cường giả đối ứng những đội ngũ này sắc mặt khó coi đều sắp kết thúc lại đột nhiên gặp phải tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền rơi đến địa ngục thất xương cùng uyên cười đến miệng muốn sai lệch thầm nghĩ chờ sau khi đám người tốn phong ra ngoài, nhất định phải cẩn thận biểu dương bọn họ một phen. Thất xương cùng Nguyên đương nhiên không cách nào tưởng tượng, đột kích ngược như vậy là bốn người lăng hàn làm ra. Bọn họ đã sớm từ bỏ ảo tưởng với bốn người lăng hàn, sau khi trở về sẽ tàn nhẫn phê bình, không có tâm tiến thủ, mặc ngươi là đế tinh thì đã làm sao, nói không chắc gặp phải ngăn trở liền không bước qua được. Kỳ hạn đến, bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đều phải đình chỉ tranh cướp, bằng không đoạt đến tín tiêu cũng không có tác dụng, còn có thể bị nghiêm trị. Những người trốn tránh kia cũng dồn dập đi ra, bởi vì đội mạnh cũng có khả năng bị đội ngũ càng mạnh hơn cướp sạch, đừng xem người trốn đi không có bao nhiêu tín tiêu, nhưng cực kỳ có thể thu được một xếp hạng vẫn không tính quá thấp, tỷ như 300, 400. Qua 500 kỳ thực chính là một loại thắng lợi, năm người tốn phong cúi đầu ủ rũ mà từ trong bí cảnh đi ra, bọn họ vì tăng lên xếp hạng, vẫn chiến đấu ở trong bí cảnh, nhưng không may gặp phải đội mạnh, trực tiếp đánh bọn họ trở về nguyên hình, tuy sau đó bọn họ lại đạt được một chút tín tiêu, nhưng không bằng trình độ ban đầu, tự nhiên để bọn họ như gà chống đấu bại. Làm đẹp đẽ, thất xương, uyên tiến lên đón, đầy mặt đều là nụ cười. Cái gì, tình huống thế nào? năm người tốn phong không hiểu ra sao, bọn họ còn làm đẹp đẽ, đây là chuyện gì? Thất xương đại nhân, ngài là đang an ủi chúng ta sao? Vô nhai nói, hiện tại những đại nhân vật này cũng quá hỏng rồi, rõ ràng bọn họ thất bại tâm tình không tốt, còn cười bọn họ, an ủi như vậy không giúp được bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn họ phiền muộn. Đây là nói mát, là trào phúng. Hừ, chờ bọn hắn đột phá cửu liên, nhất định phải đòi lại cái nhục này. Há, các ngươi không biết đội ngũ mình xếp hạng thứ 42 sao? Thất Sương kinh ngạc nói, tuy ở trong bí cảnh xác thực không thể nhìn thấy xếp hạng, nhưng các ngươi lấy nhiều tín tiêu như vậy sẽ không cảm ứng được sao? 442, năm người tốn phong hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khó có thể tin tưởng bọn họ tổng cộng được 36 tín tiêu, lại có thể xếp hạng 42. T, đây là có bao nhiêu đội mạnh bị đá A, bằng không thành tích của bọn họ sao có thể lẻn đến 42. Đừng nói 42, 402 cũng không được. Nhưng thất xương cùng Uyên sẽ cầm cái này đùa dẫn sao, hơn nữa, hai người đều sắp muốn cười thành kẻ ngu si, cái này nhất định là thật. Năm người tốn phong rốt cuộc tin tưởng, bọn họ xác thực tiến vào 100 vị trí đầu, tuy 42 cùng 100 kỳ thực không khác biệt, nhưng người thứ 100 cùng 101 lại có khác biệt một trời một vực. Sau một vị trí liền dừng lại, cái trước có thể tiến vào vòng thứ hai tiếp tục chiến đấu. Ha ha ha, đám người Tốn Phong đều cười to, từ Đại Bi đến Đại Hỉ, nhân sinh lên lên xuống xuống thực sự là quá kích thích. Đúng rồi hai vị đại nhân, bọn người bá quá không có tinh thần đoàn đội, mới tiến vào bí cảnh liền cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Vô Nhai lập tức cáo trạng, hắn bị Lăng Hàn oanh một cái, vết thương đến hiện tại còn đau đớn sắc mặt của thất xương cùng uyên đồng thời chìm xuống nghĩ đến bốn người lăng hàn liền tức giận lại coi thiên viện tỷ thí là kỳ nghỉ hè nếu không phải trong bốn người bọn họ có ba đế tinh lần này nhất định phải nghiêm trị thậm chí khai trừ ra viện cũng không phải là không thể được chúng ta biết uyên trầm giọng nói bốn người bọn họ vẫn ở bên hồ đóng trại nghỉ ngơi quá đáng ghét tốn phong giận dữ chúng ta đang vì học viện liều mạng thật vất vả mới thẳng tiến một trăm vị trí đầu nhưng bọn họ không chỉ không có ra một phần lực còn nhàn nhã qua ngày, lợi dụng chúng ta chia sẻ vinh dự. Nhất định phải nghiêm trị bọn họ, Uyên nói, đầy mặt căm giận, thất xương vung tay nói, chờ bọn hắn đi ra lại dạy bảo, tốn phong, năm người các ngươi cũng coi như sáng tạo một lịch sử, chỉ năm người mà thôi, nhưng cướp đoạt hơn ngàn tín tiêu, thành tích này thậm chí vượt qua lần trước. Tuy sau khi tiến vào 100 vị trí đầu, người thứ nhất và thứ 100 đều không có khác biệt. Hắn ảo ào, ào không dứt nói, nhưng sắc mặt năm người vô nhai lại thay đổi. Làm sao là hơn một ngàn tín tiêu? Đùa giỡn à, bọn họ chỉ được 36 tín tiêu. Hí, năm người hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu được, tín tiêu khác là đám người lăng hàn cướp đoạt, bọn họ vừa định nói rõ, lại lập tức bỏ đi ý đồ này. Chương 2590, hoàn thành nhiệm vụ thưởng. Tín tiêu không cách nào mang ra bí cảnh, trong nháy mắt chiến đấu đình chỉ, trận pháp sẽ tiến hành thống kê, lấy đi tín tiêu. Cái này vốn là một loại lực lượng quy tắc diễn hóa, không phải thực thể bởi vậy, chỉ cần bọn họ cắn chặt không hé miệng, kiên trì nói tín tiêu là bọn họ chiếm được, vậy đám người lăng hàn cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này. Ai bảo bọn họ trước vẫn ở bên hồ nghỉ hè, trong nháy mắt năm người bọn họ liền trao đổi ý nghĩ, đạt thành nhất trí. Đúng lúc này, chỉ thấy bốn người lăng hàn khoan thai mà tới. Thất xương sầm mặt lại nói, các ngươi còn có mặt mũi lại đây, cái này không hiểu ra sao, lăng hàn kinh ngạc, lẽ nào đoạt nhiều tiến tiêu như vậy vẫn không có thẳng tiến 100 vị trí đầu sao? Không thể nào, bởi vì có vài đội ngũ nắm giữ thập nhất bí đế tinh cũng bị hắn cướp sạch. Chúng ta xếp bao nhiêu? Hắn hỏi, 42, tốn phong cướp lời nói. Nhưng cái này đều là công lao của năm người chúng ta, các người chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng. Bốn người lăng hàn nhất thời nha một hồi, rõ ràng, hóa ra là năm người này cướp đi công lao, mới để thất xương cùng nguyên cho rằng bọn họ chỉ đi vào quay một vòng, cái gì cũng không làm. Thật sao?" Lăng Hàn không khỏi cười nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt Vô Nhai. "Bị ta đánh, vì lẽ đó ghi hận trong lòng, ngay cả trắng đen cũng có thể điên đảo." Ăn nói linh tinh, Vô Nhai lập tức kêu lên, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm ấy. Chớ có nói nữa, Uyên Uy nghiêm đáng sợ nói, hắn đối với bốn người Lăng Hàn biểu hiện đã cực kỳ bất mãn, trở lại nhất định sẽ hảo hảo châm biếm một hồi, mài đi kiêu căng trên người bọn họ. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, nhưng không có biện bạch có một số việc giấu được nhất thời, nhưng không giấu được một đời, chỉ cần vòng thứ hai bắt đầu, vậy đánh chẳng phải sẽ biết. Bá, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một con sâu lớn từ đằng xa bỏ tới, tốc độ rất nhanh, khí thức cực kỳ cuồng bạo. Rõ ràng nơi này còn có hai vị cường giả cửu liên, nhưng hắn chỉ như không thấy, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đây là đương nhiên, hắn là thập nhất bí đế tinh, tương lai có thể thành thập bát liên tổ vương, vậy làm sao cần để hai tiểu nhân vật cả đời chỉ có thể dừng lại cửu liên ở trong lòng. Lăng Hàn rất tùy ý phất tay một cái. Được được được, ta chờ ngươi. Sâu lớn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, xoay người rời đi. Thất xương, uyên, vô nhai đám người, một tên đế tinh bát liên thập nhất diệp, cố ý chạy tới trước mặt Lăng Hàn nói ra lời này, ý vị như thế nào. Hắn khẳng định thua ở trong tay Lăng Hàn. Hí, ta đệt, bá, lại một vị ác ma tộc trẻ tuổi có phong cách vô địch đi tới. Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn hy vọng cùng ngươi buông tay chiến một trận, có thể thỏa mãn yêu cầu này của ta hay không? Ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi, một tên thiên sứ tộc thập nhất diệp đế tinh xuất hiện. Còn có ta, một hoàng kim sư tử nhảy ra ngoài, chín đầu, cực kỳ hùng vĩ, tương tự là một vị thập nhất diệp đế tinh. Bọn người thất xương chấn kinh đến tê cả ra đầu, lại có nhiều đế tinh thua ở trong tay Lăng Hàn như vậy. Lăng Hàn đuổi những đế tinh này đi, sau đó cười khanh khách nhìn đám người tốn phong, cũng không nói lời nào. Không có gì để nói nhiều, những đế tinh này xuất hiện đã đùng 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 làm mất mặt. Năm người tốn phong mặt đều đỏ như đít khỉ, hai tên ác ma tộc còn được, nguyên bản mặt liền hồng, hiện tại không thế nào nhìn thấy, chỉ là có chút biến thành màu đen. Đều trở lại cho ta, thất xương cùng nguyên tự nhiên cũng nhìn ra rồi, lập tức quát một tiếng. Hiện tại không thể nháo, nháo trò chính là làm mất mặt của bách chiến học viện. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đóng kín cửa lại đánh. Bọn họ dồn dập trở lại, đội ngũ xông vào vòng thứ hai tự nhiên sẽ được thông báo, lúc nào, địa điểm nào bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ hai. Trở lại nơi ở, năm người tốn phong tự nhiên bị mắng một trận, mà bốn người lăng hàn cũng bị phê bình một hồi, nguyên nhân là bọn họ không có tinh thần đoàn đội, vừa vào bí cảnh liền thoát ly đội mình hành động. Lăng hàn cũng không cãi lại, nhưng trong lòng đã có chủ ý, vòng thứ hai hắn liền tiêu cực đối chiến, tranh thủ để bách chiến học viện rơi vào tên cuối cùng. Sau chiến dịch này, hắn cũng không có ý định về học viện. Một, trong bách chiến học viện không đồ vật gì để hắn cảm thấy hứng thú. Hai, hắn sắp bước vào thăng nguyên, điều này vượt qua giới hạn trên cảnh giới của học viện, coi như hắn muốn ở lại cũng bị đuổi ra ngoài. Ba, hắn là người rảnh rỗi không chịu nổi, muốn đi nhìn khắp nơi. Tỷ như, lại đi vị diện khác dạo, đi càng nhiều vị diện, hắn có thể dung hợp càng nhiều quy tắc, sức chiến đấu cùng cấp liền càng mạnh. Trong vị diện cao đẳng, lại có quái vật tiến hóa lũy thừa đạt đến 12, sức chiến đấu cùng cấp khẳng định ở trên hắn. Lăng Hàn là tính cách không chịu thua, hắn muốn đi qua các vị diện, đánh bóng sức chiến đấu của mình đến tình trạng mạnh nhất. Sau mấy ngày dưỡng sức, vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu. 100 chi đội ngũ chia làm 25 tiểu tổ, mỗi 4 đội làm một tổ, tiến hành xong bại đào thải, trước hai có thể tiến vào vòng tiếp, hai người sau liền rơi ra ngoài, cạnh tranh vị trí sau 50. Vòng thứ nhất thành tích vẫn có chút tốt, Bách Chiến Học Viện ở trong bậc thứ hai. Trên lý thuyết mà nói, Bách Chiến Học Viện xếp trong bậc thứ hai đã xem như rất mạnh, nhưng ba tổ đội ngũ khác bọn họ, bậc thứ nhất tự nhiên sức lực đầy đủ, hai tổ khác lại chưa từng thấy Lăng Hàn phát huy, chỉ cho rằng bọn họ may mắn mới đạt được rất nhiều tín tiêu, xông vào bậc thứ hai. 25 tổ chiến đấu đồng thời mở ra, đầu tiên là bậc thứ nhất đối với bậc thứ tư, sau đó là bậc thứ hai đối với bậc thứ ba, người thắng hai trận sẽ trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, mà đội ngũ một thắng một bại sẽ quyết đấu, quyết ra đội ngũ đi vào vòng trong. 9 người lăng hàn hạ tràng, đối thủ là bậc thứ ba cửu quang học viện. Quy tắc chiến đấu chính là không thể vận dụng bất luận là thủ đoạn gì ở ngoài thực lực bản thân, một mình đấu, quần ẩu nhưng là không giới hạn, chỉ cần đánh cho một chi đội ngũ hoàn toàn không còn sức chiến đấu, hoặc là đầu hàng, vậy chiến đấu liền kết thúc. Không muốn ăn nỗi khổ ra thịt, thì mau mau đầu hàng. chương 2591, hoàn thành nhiệm vụ hạ. Đối phương có một người nói, vừa vặn cho chúng ta tiết kiệm điểm khí lực, các ngươi xông vào 100 vị trí đầu đã hoàn thành nhiệm vụ, không có u nguyên, các người căn bản không đỡ nổi một đòn vẫn là nhanh nhận rõ hiện thực đi năm người tốn phong đều tiêu cực ứng đối bọn họ bị tàn nhẫn dậy bảo một trận đối với bốn người lăng hàn tự nhiên tràn ngập phẫn nộ quyết định chủ ý xuất công không xuất lực lăng hàn cười ha ha duỗi tay một cái tóm lấy đám người tốn phong đập về phía đối diện liền xeo 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 thực lực của hắn cường đại cỡ nào mấy người tốn phong bị hắn rót vào lực lượng quy tắc tựa như pháo đạn coi mình thành binh khí đập người khán giả đều nhìn mà không nói gì, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thói quen như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thực lực của Lăng Hàn thực mạnh mẽ, năm người tốn phong bị rót vào lực lượng quy tắc, làm cho 10 người đối phương không dám đối cứng, chỉ có thể đông trốn tây nấp, sau đó cách không oanh kích, biểu thị mình quả thật là tận lực. Xeo xeo xeo, bóng người bay lượn, chỉ nghe đám người tốn phong đều phát ra tiếng gào thét khuất nhục, nhưng không chút biện pháp nào thay đổi tình cảnh của bọn họ, mà đối thủ của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, như con vịt bị xua đuổi, khắp nơi tránh né, một hồi thi đấu đang yên đang lành đã biến thành trò khôi hài. Ngông cuồng, đế tinh của đối phương giết tới, đây chính là cao thủ thập nhất diệp, thân hình xẹt qua, mang theo từng gợn sóng không gian. Hắn oanh đến một quyền, cực kỳ khí phách, lăng hàn triển khai nộ quyền đón nhận, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, chỉ chừng trăm chiêu mà thôi, tên đế tinh kia liền không thể không cúi đầu xưng thần. Tình cảnh này để tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm. Một vị đế tinh, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới bát liên tối cao, lại chỉ trăm chiêu liền bị lăng hàn oanh bại, đây là nghiền ép thế nào. Thực lực của người này, phải đạt đến độ cao của triệu thiên, khánh hóa. Không, các người quá đánh giá đám người triệu thiên quá cao. Có người lập tức lắc đầu, đám người triệu thiên ở top 10 trên cao thủ bảng, nhưng bởi vì lần trước các đế tinh phần lớn không có đạt đến độ cao của thập nhất diệp, tồn tại cảnh giới sai biệt mới xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Không sai, có người gật đầu biểu thị đồng ý hiện tại cảnh giới của mọi người hầu như đều là thập nhất diệp đây mới thực sự là công bằng chiến một trận có thể sạch sẽ gọn gàng đánh bại đế tinh khác như vậy thực lực người này sợ là đã đạt đến cấp bậc của hoài kiếm khi hai chữ hoài kiếm truyền ở trong không khí tất cả mọi người không còn âm thanh đây là một nhân vật tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhất định phải cao cao tại thượng đừng nói bị người vượt qua ngay cả có thể sánh vai cùng hắn cũng không tìm được lang hàn có thể so với hoài kiếm đại bộ phận người đều lắc đầu biểu thị không tin Hoài kiếm đã vượt qua cấp bậc đế tinh, một ngựa tuyệt trần, không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Mặc kệ người khác nhìn ra sao, cửu quang học viện rất nhanh thì chịu thua, kết thúc trận tỉ thí nghiêng về một phía này. Lăng Hàn đương nhiên bị thất xương cùng Uyên phê bình một trận, rõ ràng có thể thắng quanh minh chính đại, tại sao phải dùng chiến thuật như vậy? Đương nhiên bọn họ cũng không dám nói quá nặng, thứ nhất còn muốn dựa vào Lăng Hàn phát huy, thứ hai bản thân Lăng Hàn cũng tương đương với cửu liên, ở trên cấp độ mọi người là ngang hàng. Nhưng vòng tiếp theo, Lăng Hàn căn bản không ra tay, mà lựa chọn trực tiếp đầu hàng, kết thúc trận chiến. Cái này làm thất xương cùng Nguyên tức chết rồi, còn đến cẩn thận dụ dỗ Lăng Hàn, bảo hắn cố gắng, bởi vì chỉ cần lại thắng một hồi, như vậy bách chiến học viện lại kém cũng có thể mò được vị trí 50. Nhưng Lăng Hàn căn bản chẳng muốn xuất chiến, nói thẳng mình có nội thương, muốn an tâm tĩnh dưỡng. Thất xương cùng Nguyên tự nhiên biết Lăng Hàn là cố ý nói như vậy, cái thứ này không biết sinh long hoạt hổ đến cỡ nào, nào có chút dáng dấp bị thương. Hắn rõ ràng là không muốn xuất lực vì học viện, chỉ liếc nhìn khen thưởng của cao thủ bảng. Chờ Lăng Hàn rời nơi so tài, Thất Sương cùng Uyên đều là mặt tối sầm lại tiến lên đón, quát mắng một trận. Lăng Hàn nhún vai nói: "Không phải hai vị đại nhân nói bảo đảm 200, tranh giành 100 sao? Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, tại sao hai vị đại nhân còn không hài lòng?" Thất Sương cùng Uyên đều nổi giận, bọn họ thiết lập mục tiêu ổn định bảo đảm 200 tranh giành 100 kia là hành động bất đắc dĩ bởi vì U Nguyên bất ngờ chết đi, bằng không lựa chọn được, bọn họ ai không muốn học viện của mình giết vào 50 vị trí đầu, thậm chí càng cao hơn. Hiện tại Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, rõ ràng có thể mang bách chiến học viện vào vị trí thứ 10, nhưng chỉ mạnh mẽ một trận liền suy sụp, để bọn họ làm sao có thể không giận. Nếu ngươi không được, vậy không có gì để nói, nhưng rõ ràng để bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhưng ngay sau đó một búa nện xuống, đánh cho bọn họ đầu óc choáng váng. Hai người đều nói liên tục, nhưng Lăng Hàn trực tiếp vào phòng, hắn mới không thèm để ý. Thiên viện đại chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi sau một ngày, đều sẽ có học viện mới bị đào thải, cũng có học viện hát vang tiến mạnh, xung kích thứ tự càng cao hơn. Mà trong quá trình này, vài tên thiên kiêu cũng bộc lộ tài năng. Khư Tinh, tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua, không ai từng nghĩ tới, có thể khiêu chiến địa vị bá chủ của Hoài Kiếm, lại không phải 10 cường giả đứng đầu trên cao thủ bảng lần trước, mà là người mới khóa này. Cuối cùng, Bốn người Hoài Kiếm, Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua xuất lĩnh đội ngũ thành công giết vào Tứ Cường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hàng Long Học Viện thắng được. Tất cả mọi người nghi ngờ nói, trận đầu, Hàng Long Học Viện đối với Tam Hiển Học Viện. Lăng Hàn còn cố ý đến xem, đến hiện tại hắn vẫn không có nhìn thấy qua hình dáng của Hoài Kiếm, chỉ nghe nói người này anh Tuấn Tiêu Sái làm sao làm sao, Thiên Tư Tuyệt Diễm làm sao làm sao. Nói chung đây là một nam nhân bao phủ vô số vầng sáng. Thi đấu bắt đầu, người của song phương vào sân, nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người hai người, dư tử tầm thường, căn bản vô pháp phân đi một chút hào quang. Hoài kiếm, khư tinh, Lăng Hàn đã gặp khư tinh, bởi vậy ánh mắt của hắn đặt ở trên người hoài kiếm. chương 2592, ai là đế tinh mạnh nhất? Đây là một thiên sứ tộc, thân hình cao lớn thon dài, giống nam nhân thiên sứ tộc khác, hắn cực kỳ anh tuấn, nhưng càng nhiều là anh khí kinh người, vừa đứng ở đó thật giống như trung tâm thiên địa, bất luận người nào cũng chỉ có thể ngước nhìn, muốn vượt qua chỉ là một loại ảo tưởng. Vẻ mặt của hắn rõ ràng cực kỳ khiêm tốn, còn mang theo nụ cười bình dị gần gũi, nhưng làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, như thái dương giữa bầu trời, bất luận người nào cũng là nền, ảm đạm phai mờ ở dưới hào quang của hắn. Có điều là, khư tinh thật quá bất phàm, đón hoài kiếm mà đứng, cả người tỏa ra khí thức cuồng dã, phảng phất như một mãnh thú khát máu, căn bản không thể bị bất luận người nào thuyết phục. Khư tinh thật rất mạnh, không sai, có thể đối kháng khí thế với hoài kiếm, người như vậy hầu như chọn không ra thứ hai. Cho dù không bằng, tranh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tất cả mọi người liên tục cảm khái, càng cực kỳ mừng rỡ, thế hệ tuổi trẻ càng cường thịnh, tương lai của bọn họ mới càng thịnh vượng. Hai chi đội ngũ đã triển khai ác chiến, binh đối binh, tướng đối tướng, không có ai chạy tới quấy giày hoài kiếm cùng khư tinh, căn bản không có tư cách như vậy. Khư tinh cùng hoài kiếm đứng song song, ai cũng không có ra tay, nhưng ánh mắt pha chạm, như đao kiếm, khí chàng đáng sợ gợn sóng, người xung quanh căn bản không thể tới gần, sẽ bị chấn thành cặn bã. Xeo, khư tinh xuất thủ trước tiên, thân hình thoát ra, trực tiếp một quyền bạo oanh. Hắn thực sự là cường đại đến thái quá, đấm ra một quyền liền hóa thành chín cái hố đen, có thể thôn vệ tất cả. Hoài kiếm hai tay bàn động, hóa thành một vòng tròn, diễn dịch ra sinh tử tuần hoàn. Lục đạo luân hồi, hắn quát khẽ một tiếng, vòng tròn không ngừng mở rộng, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị vòng tròn này khống chế, mà hoài kiếm thì đứng ở trung tâm vòng tròn, ngạo nghễ như bá chủ trời xanh, chúa tể chúng sinh. Oanh, chín cái hố đen va vào lục đạo luân hồi, hư không không ngừng phát sinh vụ nổ lớn, năng lượng loạn lưu kinh khủng phun trào, phù văn liên nguyên, hóa thành hải dương. Sau một đòn, tất cả mọi người ngơ ngác, bởi vì khư tinh cùng hoài kiếm đối đầu không hề rơi xuống hạ phong. Quá kinh người, khư tinh lại thật đến có tư cách đối kháng hoài kiếm. Người có thể được gọi là đệ nhất đế tinh, quả nhiên bất phàm. Khư tinh hai mắt tỏa ánh sáng, có điều, tất cả vinh quang của ngươi đều sẽ trở thành mây khói phủ vân, khư tinh ta mới là đế tinh mạnh nhất, không có ai. Hoài kiếm chỉ nhàn nhạt mà cười, tựa hồ ở trong mắt hắn, khư tinh chỉ là một hài tử trẻ người non dạ, căn bản không đáng tốn nhiều môi lưỡi. Cút xuống thần đàn cho ta, khư tinh lần thứ hai khởi sướng công kích, động như lôi đình, nhanh đến mức kinh người. Hoài kiếm thong dong đối mặt, hai tay dương ra, một tay âm một tay dương, diễn dịch ra sống và chết, đây là lý giải đạo tắc đạt đến cấp độ cực cao mới có thể vận chuyển ra quy tắc cũng sinh rồi diệt vì lẽ đó quy tắc không phải là lực lượng mạnh nhất thế gian chỉ là một loại thể hiện của thiên địa vĩ lực âm um, âm um, âm um, hai đại đế tinh mạnh nhất đối đầu mỗi một kích đều khiến người ta líu lưỡi ngay cả những đế tinh bát liên thập nhất diệp khác cũng hoa mắt thần trì rõ ràng cảnh giới mọi người giống nhau bọn họ cũng là đế tinh cao cao tại thượng làm sao thực lực chênh lệch to lớn như thế Lăng hàn cũng nhìn say sưa ngon lành đây quả thật là cấp bậc đế tinh chiến đấu mạnh nhất, để hắn được dẫn dắt rất lớn, thậm chí có một loại kích động muốn hạ chàng chiến một trận, chiến đến đất trời tối tăm, quỷ khóc thần sầu. Đến cùng ai thắng ai thua, tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ, nguyên bản đây là không có chút hồi hộp nào, hoài kiếm là bá chủ trong đế tinh, địa vị vững chắc đến không người nào có thể giao động, thiên kiêu khác muốn tiếp cận độ cao của hắn cũng là nghĩ xa, huống chi là muốn vượt qua hắn. Nhưng nhìn thấy khư tinh hùng hổ như thế, ý nghĩ của mọi người liền dao động có thể, Khư Tinh thật có khả năng khai sáng một thời đại mới, thời đại vô địch thuộc về hắn. Nhưng mà, một hồi quyết đấu này bị cưỡng ép bỏ giờ. Bởi vì ngoại trừ Khư Tinh, những người khác của Tam Hiển học viện đều bị oanh bại, vô lực tái chiến, mà thời gian thi đấu cũng đạt đến cực hạn, dựa theo quy định, thời gian chiến đấu vượt qua một ngày, như vậy liền phán đội ngũ có nhân số may mắn còn sống sót càng nhiều thắng lợi. Vậy không có nghi vấn gì, là Hằng Long học viện thắng. Tất cả mọi người đồng tình Tam Hiển học viện, mà đối với Khư Tinh lại cực kỳ đáng tiếc. Trận chiến này thất lợi, không ở trên người Khư Tinh, mà là đội hữu của mình quá kém. Có điều, học viện xếp hạng là vinh quang của học viện, cao thủ bảng mới là vinh dự cao nhất của một người. Khư Tinh còn có cơ hội, sau đó là tử dương học viện đối với đông tiệm học viện, cũng là tỉnh Trung Nguyệt cùng huyết qua quyết đấu. Kết quả tương đồng trận trước, sau một ngày một đêm, tỉnh Trung Nguyệt cùng huyết qua khó phân cao thấp, nhưng bởi vì thực lực tổng hợp của tử dương học viện càng hơn một bậc, dựa theo quy tắc thắng lợi, thẳng tiến chiến đấu cuối cùng. Sau 3 ngày, chiến đấu cuối cùng khai hỏa, Hoài Kiếm cùng tỉnh Trung Nguyệt ác chiến, hai thiên kiêu của thiên sứ tộc đều tỏa sáng, ai cũng không yếu hơn ai, để rất nhiều cường giả đều cảm khái, bọn họ nghênh đón một thịnh thế võ đạo kinh người. Hai người bọn họ bất phân thắng bại, nhưng những người khác đã phân ra, sau một ngày một đêm, Hàng Long học viện lần thứ hai dựa vào quy tắc thủ thắng, được vòng Nguyệt Quế. Sau đó, chính là cao thủ bảng xếp hạng chiến. Khư Tinh, tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua đã bộc lộ tài năng, thanh danh hiển hách không dưới hoài kiếm, là tuyển thủ cho quán quân lần này. Đến tột cùng, ai sẽ thu được thứ nhất, cao thủ bảng cạnh tranh bắt đầu, đầu tiên từ trong đội ngũ trước 100, tất cả lấy ra một thành viên mạnh nhất làm đại biểu, như Hàng Long học viện, Tam Hiển học viện là không có chút hồi hộp nào, đại biểu khẳng định là hoài kiếm cùng khư tinh, nhưng có chút học viện thì không nói được rồi, bởi vì không có đế tinh, những người khác thực lực lại rất gần gũi. Cần bên trong bàn bạc mới lấy ra được ứng cử viên theo tính khí của thất xương cùng nguyên kỳ thực là không muốn để lăng hàn đại biểu bách chiến học viện ai bảo thứ này trước cố ý không xuất lực nhưng nghĩ lại lần tiếp theo thiên viện đại chiến còn không cần lăng hàn sao không thể làm gì khác hơn là báo tên cho hắn chương hai nghìn thâm nhập học tập sau khi quyết định 100 danh nhân tuyển kế tiếp chính là phân tổ tổ vương của tứ hoa học viện tự mình quyết định 16 hạt giống tuyển thủ 16 người này ở trước bát cường là không thể gặp gỡ Tránh khỏi cao thủ quá mạnh trước thời gian gặp gỡ. Sau đó xong bại đào thải, cho mỗi một người nhiều một chút cơ hội, cố gắng bảo lưu thực lực. Bởi vì chỉ có 100 người, không thể tránh khỏi có 28 phân tổ khá may mắn, chỉ có 3 người, chỉ cần đào thải một cái liền có thể qua ải. Lăng Hàn bởi vì trước một đòn kinh diễm, cũng được liệt vào hạt giống, lại bị không ít người cười nhạo. Ngay cả vinh dự của học viện cũng không để ở trong lòng, người như vậy thành tựu tất nhiên có hạn. Sòng bạc theo thường lệ mở ra bồi suất bồi suất của hoài kiếm lại tăng lên, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, mà là đạt đến một bồi hai. Cái này tự nhiên là bởi vì tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua cùng các siêu cấp đế tinh quật khởi, để phương diện sòng bạc cho rằng uy hiếp đến địa vị bá chủ của hoài kiếm. Bồi suất của tỉnh Trung Nguyệt, huyết qua cũng thấp xuống một chút, khoảng một bồi hai rưỡi, thuộc về ứng cử viên được xem trọng tuyệt đối. So sánh với đó, bồi suất của Lăng Hàn liền cao hơn nhiều, đạt đến một bồi 4. Lăng Hàn quả đoán áp mình, hắn có tâm vô địch, dù có đối thủ như Hoài Kiếm, tỉnh Trung Nguyệt thì đã làm sao, hắn tin chắc mình tất thắng. Sau 7 ngày, giai đoạn tỉ thí thứ nhất bắt đầu. Vận may của Lăng Hàn không được tốt lắm, không có phân đến tổ ba người, trận đầu hắn đánh với một tên thập nhất diệp đế tinh. Đây là một trùng tộc, nắm giữ thân thể đỏ như màu máu, hình như bọ rùa, cánh mở ra, phía trên che kín hoa văn màu máu, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ hãm sâu trong đó, tinh thần hoảng hốt khó có thể tự kiềm chế. Ngươi ở đoàn đội chiến liền chịu thua, tại sao hiện tại không chịu thua? Con sâu này phát ra âm thanh tràn ngập đầu độc, bảo đảm ngay cả đế giả nghe xong cũng nghe lệnh làm việc. Tổ tộc của nó, am hiểu nhất chính là đầu độc lòng người. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, bởi vì ta muốn đánh ngươi, thân hình hắn giết ra, một quyền phẫn nộ oanh, Trung tộc kia kinh hãi, Lăng Hàn không chỉ không có bị hắn đầu độc, thậm chí một chút ảnh hưởng cũng không có, đây cũng quá khuếch đại đi. Hắn vội vã tiếp chiến, nhưng dưới cùng cấp, tiến hóa lũy thừa cấp 11 cùng tiến hóa lũy thừa cấp 10 chênh lệch thực quá lớn, đây giống như đế giả nghiền ép hoàng giả, Lăng Hàn vừa ra tay liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hơn 80 chiêu liền oanh rơi mất một chân cùng một cánh của chủng tộc này. Nguyên nhân là tên chủng tộc này quá mức ỷ lại lực lượng đầu độc, sức chiến đấu bản thân tự nhiên không bằng đế tinh khác, kết quả chỉ cần Lăng Hàn không bị hắn đầu độc, hắn ngay cả trăm chiêu cũng không qua nổi. Lăng Hàn thuận lợi tiến vào tổ người thắng, tiểu tổ khác cũng kết thúc chiến đấu, Người thắng là một ác ma tộc, bọn họ đều không có nghỉ ngơi, lập tức triển khai tổ người thắng tranh tài, kết quả Lăng Hàn ung dung thắng được ván này, trước tiên tiến vào 64 cường. Ba người còn lại cũng không phải không có hy vọng, bọn họ còn có thể tranh cướp một tiêu chuẩn còn lại, hai người còn lại thì phải đi tranh cướp xếp hạng từ 65 đến 100. Theo quy định, Lăng Hàn có 5 ngày nghỉ ngơi, kế tiếp là tổ ba người lấy hai. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, gọi Ngõa Lý tỉnh lại, cùng hắn thảo luận Bình thường Ngõa Lý sẽ ở vào một loại trạng thái gọi là hôn mê, dựa theo hắn nói, như vậy năng lượng tiêu hao sẽ thấp, chỉ duy trì công năng xử lý tin tức của hắn. Lăng Hàn không hiểu, ngược lại thứ này không khác đầu gỗ, cái hình thức gì cũng giống nhau. Hắn cảm thấy hứng thú với tri thức của vị diện cao đẳng, tri thức chính là của cải, chính là lực lượng, hắn không ngại nắm giữ nhiều một ít. Hơn nữa, hắn cũng biết, muốn trở thành mạnh nhất, e là nhất định phải nắm giữ công thức, mô hình mà ngõ Lý nói tới, cái này dính đến bản chất thiên địa. Quy tắc chỉ là thể hiện lực của lượng thiên địa, hoàn toàn có thể đánh vỡ, vượt qua. Vì lẽ đó, nhìn chằm chằm bản thân quy tắc đi tu luyện, kỳ thực phương hướng liền sai rồi. đương nhiên, không tới cảnh giới trí cao, căn bản không có tư cách tiếp xúc lực lượng thiên địa, muốn tìm được đối phương cũng không thể. Nhưng Lang Hàn không giống, hắn có khởi nguyên ma phương, còn từng là chúa tể thiên địa, hắn có thể nghịch thiên, sớm tiếp xúc lực lượng thiên địa. Quan trọng nhất chính là, hắn số may gặp phải ngõ lý được huyền nghịch vị diện tập hợp trí tuệ, vật lực của vô số kỷ nguyên sáng tạo ra kết tinh, còn đi vị diện cao đẳng học tập tri thức, bằng không, hắn vẫn chỉ có thể ở trong bóng tối tìm tòi, cho dù trí tuệ cao đến đâu, thiên phú cường đại hơn một vạn lần cũng vô dụng. Ngõa lý ở phương diện này đúng là cực kỳ hào phóng, nếu như muốn ẩn giấu, trước đây hắn sẽ không nói những chuyện này với Lăng Hàn. Dưới luân hồi thụ, trong đầu Lăng Hàn đầy giấy công thức cùng mô hình mà ngõa lý nói tới, cả người có chút nặng nề. Hắn tự tin không phải ngu ngốc, nhưng đối mặt những công thức này, hắn như tên đầu đất, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Hắn trước tiên dùng mấy ngàn năm nắm giữ công thức, sau đó kết hợp những công thức này suy diễn, luận chứng mô hình, để mô hình này trở nên sinh động, mà không phải vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trên giấy. Cuối cùng, hắn kết hợp với khởi nguyên ma phương đến thúc đẩy mô hình vận chuyển. Hiện tại ngõ lý chỉ cho hắn một cái mô hình, nếu như có thể thành công thúc đẩy vận chuyển, như vậy hắn có thể lấy ra năng lượng hư tử. Đây là một trong các lực lượng bản nguyên nhất của nguyên thế giới, cho dù chỉ có thể lấy ra một tia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, dưới tình huống bình thường hắn là không thể lấy ra năng lượng hư tử, nhất định phải đi hạt nhân của dị vực, hoặc là từ bên trong khai thác ra khoáng thạch chứa đựng năng lượng hư tử mới có thể lấy ra năng lượng hư tử. Trên lý thuyết mà nói, hạt nhân của vị diện trước sau ở vào trạng thái phun trào, vì lẽ đó khẳng định có thể tìm được khoáng thạch như vậy nhưng ngoại trừ sinh linh sinh mệnh lũy thừa ở 15.000 điểm trở lên, những người khác căn bản không cảm ứng được, dĩ nhiên là như đá bình thường. Ngõ lý lại nói, ngữ khí bình tĩnh, tâm tình của hắn hầu như không có thời điểm gợn sóng, ngoại trừ nhìn thấy cuốn sách không mở ra được kia. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, ta có thể hấp thu năng lượng hư tử trong quyển sách kia sao? chương 2594, Thiên Tôn Kiếp. Trên lý thuyết có thể, ngõ lý gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Nhưng hiện tại đây là đồ vật của ta, ta sẽ không để cho ngươi sử dụng, cái này sẽ tổn thương tới lợi ích của ta." Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, ngõ lý này cũng thật là thực sự. Hắn đương nhiên không có đánh chủ ý ngõ lý, bởi vì trên người hắn còn có một quyển sách không mở ra. Tìm cái lý do, Lăng Hàn lần thứ hai bế quan, hắn lấy ra quyển sách không mở ra khác, thử nghiệm lấy ra lực lượng trong đó. Rõ ràng hắn đã nắm giữ tri thức lý luận, hơn nữa còn có đạo cụ cùng với môi giới như khởi nguyên ma phương, nhưng Lăng Hàn vẫn chậm chạp không cảm ứng được trong quyển sách có cái gì có thể tiến vào trong cơ thể mình. Cảnh giới quá thấp, Lăng Hàn thầm nói, mặc dù nói quy tắc chỉ là phụ thuộc vào lực lượng thiên địa, cấp độ có cực hạn. Nhưng mặt khác, quy tắc cũng là lực lượng thiên địa cụ hóa, nghiên cứu quy tắc đến cảnh giới tối cao, tự nhiên càng dễ dàng dò xét đến bản chất thiên địa. Vì lẽ đó, thiên tôn đều là từ tiên vương tầng 9 nhảy tới, mà không có từ chảm trần trực tiếp thăng thiên tôn lăng hàn đương nhiên biết mình không thể một hơi ăn thành người béo hắn chỉ muốn hơi nắm giữ một chút lực lượng thiên địa hắn tin tưởng hẳn là có thể bằng không huyền nghịch vị diện cũng sẽ không phái ngõ lý tiến vào dị vực làm loạn hạt nhân vị diện của đối phương chỉ là còn chưa bắt đầu liền bị đánh lén vẫn ở vào trạng thái ngủ dài hắn một hồi minh tưởng ở dưới luân hồi thụ một hồi lại chạy ra hấp thu lực lượng quyển sách bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu đến ngày thứ sáu hắn dự định tạm thời thả xuống trước tiên đi tham gia 32 cường, ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố, trí cao đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, nguồn lực lượng này cực kỳ cổ xưa, nguyên thủy, tràn ngập khí tức sơ cùng thuần. Soảng, trong thiên địa đột nhiên vang lên nộ lôi, mây đen cuồn cuộn, lật lên một tầng lại một tầng, đang ấp ủ đại kiếp vô thượng. Không được, có người muốn độ kiếp, trời, đây là tổ vương đại kiếp, không phải tổ vương kiếp phổ thông, mà là siêu cấp đại kiếp của thập bát liên. Không, sao ta cảm giác đại kiếp nạn của thập bát liên cũng không có khủng bố như vậy. Thật giống như là thiên tôn kiếp, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, lôi vân này hóa thành biển, có chấp giật đáng sợ hóa thành người khổng lồ, lúc nào cũng có thể phá tan tầng mây, cho đả kích chí mạng. Lăng Hàn cũng sướng sờ, đây quả thật là thiên tôn kiếp, chỉ cần thiên tôn vừa xuất hiện, thiên địa sẽ nhầm vào, xem cửu ngũ trí tôn, phong tình thiên tôn xuất hiện, liền có lôi đình đáng sợ liên miên hạ xuống, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể dễ dàng xóa đi. Đây là nhằm vào hắn, Lang Hàn rõ ràng, trong lòng Hàn ý như rực cháy, trực giác báo trước nguy hiểm nhảy lên. Nhưng vì cái gì, hắn lại không có đột phá thiên tôn? Chờ chút, hắn đột nhiên tỉnh lại, không phải có một luồng lực lượng to lớn thần bí tiến vào thân thể mình sao? Đây là năng lượng hư tử, thiên tôn có khả năng sử dụng lực lượng to lớn, nhưng hiện tại hắn lấy ra, bị thiên địa coi như là thiên tôn mới lên cấp đột phá, mới sẽ phát động thiên kiếp muốn xóa hắn đi. Đúng cấp độ của thiên địa dị vực càng cao hơn, ngay cả thiên tôn xuất thế cũng sẽ không bị nhầm vào, nhưng không có nghĩa là thiên tôn đột phá cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp đi mài rũa. Nếu như Lăng Hàn thật thành thiên tôn, vậy tự nhiên có thể ứng đối cục diện hiện tại này, nhưng vấn đề là, hắn vẻn vẹn chỉ là lấy ra một tia năng lượng hư tử, có thể ngang hàng mấy vạn mấy vạn lôi đình cự nhân tầng 9 sao. Tâm niệm vội vã buông lỏng, tản đi năng lượng hư tử tiến vào trong cơ thể. Âm âm âm, mây đen lăn lộn, chấp giật phun trào, nhưng không có thiên kiếp hạ xuống. Tất cả mọi người đều sợ đến hồn phi phách tán, đây chính là thiên tôn đại kiếp, đừng nói bị nhầm vào, chỉ cần bị dính một chút xíu, bảo đảm thập ngũ liên, thập lục liên tổ vương cũng không chịu nổi, thập bát liên tổ vương cũng không ngăn được bao lâu, chỉ có thiên tôn mới có thể ngang hàng. Bởi vậy, một khi thiên kiếp này hạ xuống, vậy nơi này phỏng chừng không có ai sống được. Phải biết hiện tại chính là thiên viện thi đấu, có thể nói chỉ ít là tầng thứ bát, hết thảy thiên kiêu đều ở chỗ này, nếu như toàn bộ chết đi, vậy dị vực liền thật sẽ thương ngân động cốt mấy kỷ nguyên. Cũng còn tốt, mây đen không có tụ thêm, trái lại đang từ từ biến mất, cuối cùng thiên địa quy về sáng sủa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có một loại nghĩ mà sợ cùng vui mừng sau khi sống sót sau tai nạn, mà vị tổ vương của tứ hoa học viện kia càng lập tức điều tra, làm sao đột nhiên lại xuất hiện thiên tôn đại kiếp. Chẳng lẽ có bảo vật nghịch thiên gì muốn xuất thế sao? Cái suy đoán này được người tiếp thu nhất. Bởi vì ai cũng không cho rằng nơi này có thể sẽ có một vị chuẩn thiên tôn tồn tại, không ai không triển khai tìm tòi ở trong tứ hoa học viện, khắp nơi có thể thấy có người chắp hai tay sau lưng, giả ý ngắm hoa, nhưng nhân lúc không ai chú ý, liền bới dễ tìm gốc. Ở dưới bầu không khí như vậy, ngay cả cao thủ bảng 32 cường cũng tựa hồ mất đi sức hấp dẫn, khán giả có mặt lại chỉ một một phần năm trước đó. Lăng Hàn tự nhiên chỉ có âm thầm may mắn, nếu như để người ta biết tất cả những thứ này đều là hắn gây nên, không biết sẽ bị người đánh thành cái gì. Đương nhiên, càng nhiều người khẳng định mơ ước thủ đoạn có thể xúc động thiên tôn đại kiếp của hắn. Chờ chút, hắn là làm sao lấy ra được năng lượng hư tử. Hắn vuốt đầu nghĩ, trước hắn không biết thử nghiệm bao nhiêu lần cuối cùng đều thất bại, làm sao ngơ ngơ ngác ngác liền thành công, để hắn căn bản vô pháp nhớ lại quá trình đó. Mẹ kiếp, đến cùng là làm sao thành công. Hắn nghĩ rất lâu nhưng không có một chút xíu manh mối, ánh mắt lại đỏ ngầu, thật giống như phàm nhân mấy ngày không có ngủ. Có điều, cái năng lượng ngư tử này thực đáng sợ. Ngoại trừ có thể làm cho thiên kiếp nhầm vào, hắn chỉ nhúc nhích một chút, hơi lưu chuyển ở trong người, nhưng mỗi tế bào đều được cải tạo, tăng lên một chút. Thể phách của ta hiện tại khẳng định mạnh mẽ hơn trước một đoạn, hơn nữa lực lượng cũng cất cao một đoạn dài, nhưng loại lực lượng này cùng man lực trước đây lại hoàn toàn khác nhau. Chương 2595, thân thể mạnh mẽ. Thể lực của Lăng Hàn đã sớm bước vào thăng nguyên cảnh nhưng man lực như vậy ở phương diện sát thương cũng không có tác dụng gì chỉ có thể tăng lên tốc độ cùng tần suất xuất kích của lăng hàn tuy ở trong chiến đấu quả thật có tác dụng nhưng hiển nhiên không có cường đại như quy tắc tăng lên tới thăng nguyên cảnh kém quá nhiều bởi vì quy tắc mới là binh khí không có quy tắc thật giống như một đại lực sĩ dùng giấy mỏng đi đánh người khí lực to lớn hơn nữa thì có ích lợi gì đánh đau người sao nhưng hiện tại không giống sau khi hòa vào năng lượng hư tử thể lực của hắn thật giống như mặc lên vũ khí sắc bén không cần quy tắc cũng có thể phát huy ra lực sát thương. Lực lượng thiên địa, có thể không trâu bỏ sao, cho dù chỉ một chút xíu như vậy, nếu như có thể không ngừng hấp thu năng lượng hư tử tăng lên thể phách, vậy không phải ta có thể tăng thể phách lên tới trình độ khủng bố, đến thời điểm ấy thân thể trực tiếp thành tựu thiên tôn, hoàn toàn không cần để ý thiên tôn kiếp A. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, đáng chết, ta đến tột cùng là làm sao lấy ra tiên lực lượng này. Một bên Lăng Hàn leo lên sàn chiến đấu, một bên chăm chú suy nghĩ, hận không thể đập nát đầu mà đối diện với hắn sắc mặt của sâm bình không khỏi khó coi hắn thừa nhận thực lực của lăng hàn cực kỳ đáng sợ có thể được liệt vào hạt giống liền có thể thấy được chút ít nhưng ngươi cũng không thể không coi ai ra gì như vậy a à. ta chắp tay làm lễ với ngươi ngươi không đáp lễ ngược lại cũng thôi lại còn nhìn ta nháy mắt Vò đầu bứt tai đây là ý gì xem thường ta khinh bỉ ta sao trước là u nguyên hiện tại là lăng hàn bách chiến học viện các ngươi cũng thật quá mức rồi Kinh người quá đáng, hắn phẫn nộ nói, thân hình giết ra, cả người tinh khí bốc lên như lang yên, hắn nên vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Oanh, 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 lang hàn bản năng ra tay, không có bất luận quy tắc gì lưu truyền, nhưng đủ để đối kháng xâm bình. Tình cảnh này, nhìn mà tất cả mọi người chỉ có phần tê cả ra đầu. Chẳng phải kinh người sao, không cần quy tắc là có thể đấu sức thập nhất diệp đế tinh. Người đùa gì thế, quy tắc là căn cơ của sức chiến đấu cho dù là thập bát liên tổ vương nếu như không cần quy tắc sức chiến đấu kia cũng chỉ tương đương lục liên cái này cũng là nguyên nhân dị vực thật lâu không thể đánh hạ tiên vực mỗi một tên cường giả đều phải đối mặt vấn đề lực lượng quy tắc trong cơ thể tiêu hao hết chỉ cần không thể tốc chiến tốc thắng liền chỉ có thể lui lại bằng không liền đưa tính mạng của mình nhưng mà lang hàn chỉ bằng lực lượng thân thể liền có thể liều với sâm bình nếu cái này có thể mở rộng vậy phương diện dị vực sẽ không có nỗi lo về sau không chỉ có thể tiến quân thần tốc tiên vực Chờ sau này dung hợp tiên vực vị diện, bọn họ xâm lấn vị diện khác cũng có thể nắm chủ động, hóa sân khách làm chủ nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều quên Lăng Hàn đã từng ngạo mạn, Ly Kinh bạn đạo, đây là một của cải vô thượng. Chỉ có vị tổ vương kia lắc đầu, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Lăng Hàn hẳn chính là người lúc trước xúc động thiên tôn kiếp, mà nguyên nhân chính là hắn không biết làm sao nắm giữ một chút lực lượng thiên địa, mới gặp phải thiên địa nhằm vào. Hắn hiển nhiên chưa thành công, cũng không thể thành công chỉ là bắt liên căn bản không có tư cách đi nắm giữ lực lượng thiên địa. Ở vị tổ vương này nghĩ, Lăng Hàn hẳn là ăn một loại thiên địa kỳ chân nào đó, ngoài ý muốn xúc động lực lượng thiên địa, do đó rước lấy thiên kiếp, bản thân thì được lực lượng thiên địa rèn luyện một chút, có một tia lực lượng thiên địa vĩ đại. Lực lượng thiên địa là cội nguồn của tất cả bản chất, tự nhiên ở trên quy tắc, bởi vậy có thể ngang hàng quy tắc lại có gì kỳ quái. Đương nhiên, nếu không phải thể lực của Lăng Hàn đã sớm bước vào thăng nguyên, chỉ là được năng lượng hư tử rèn luyện một hồi cũng không thể thần kỳ như thế đây là thần kỳ không thể phục chế sâm bình càng đánh càng hoảng đối thủ rõ ràng không có sử dụng quy tắc nhưng phát phát đều có thể đối kháng mình hoàn toàn không rơi xuống hạ phong vậy nếu như đối thủ quyết tâm sẽ khủng bố như thế nào không chỉ là hắn muốn như vậy những người khác cũng là như thế tỷ như hoài kiếm khư tinh tỉnh trung nguyệt huyết qua ánh mắt nhìn về phía lăng hàn đều tràn ngập thận trọng đặc biệt là tỉnh trung nguyệt nàng từng giao thủ với Lăng Hàn, lúc đó tuy không có sử dụng đại chiêu, vẫn để cho song phương đều ý thức được đối phương mạnh mẽ, mới kỳ vọng ở trên cao thủ bảng quyết đấu. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, Lăng Hàn mạnh mẽ mới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cực hạn của ác ma tộc này, đến cùng đạt đến trình độ nào, lại chiến chừng trăm chiêu, Lang Hàn mới lắc lắc đầu, tỉnh lại. Hắn thật không nhớ ra được mình là làm thế nào, vẫn là chút nữa cầm những công thức, mô hình kia dạy cho các nàng hổ nữ, tập hợp lực lượng mọi người cùng một chỗ suy nghĩ. Mà một khi thành công, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên nhanh như gió. Thậm chí, khai sáng một con đường mạnh mẽ khác loại, lướt qua quy tắc, trực tiếp lấy lực lượng thiên địa tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn đấm ra một quyền, oanh, ở giữa mặt của sâm bình. Xâm bình không khỏi lảo đảo, miễn cưỡng lui hai bước, đùng, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật giống như thần hồn cũng bị đánh xuất khiếu, hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của mình. Bá thắng trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả xâm bình hồn bay phách lạc lần trước thi đấu hắn thua u nguyên khóa này lại thua lăng hàn lẽ nào bách chiến học viện là khác hắn sao hơn nữa u nguyên cũng chỉ mạnh mẽ hơn hắn một chút hắn nỗ lực một hồi còn có thể vượt qua nhưng lăng hàn mạnh mẽ để hắn căn bản không có bất luận nghĩ xa gì thật giống như hoài kiếm cao cao tại thượng chỉ có thể cúng bái lăng hàn lại chiến một hồi tự nhiên là lấy hai trận chiến toàn thắng tiến vào 32 cường hắn lại có 5 ngày nghỉ ngơi, sau khi trở về, hắn lập tức triệu tập các nữ đến, nói tới trải nghiệm trước kia của hắn. Điều này làm cho các nữ đều cực kỳ mừng rỡ, đám người lưu vũ đồng, lý tư thiền giới hạn ở tư chất, tu vi tăng lên tốc độ thật chậm, cho dù dùng tới máu tổ vương cũng chỉ nhanh hơn hoàng giả một chút, nếu như quả thật có thủ đoạn tăng lên khác loại, thậm chí tương lai phần cuối chính là thiên tôn, vậy tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. chương 2596, nắm giữ, thường, đương nhiên, quyển sách thần bí chỉ còn lại một, có thể được lợi dụng bao lâu cũng là một vấn đề. Mọi người không ngày không đêm tiến hành tìm hiểu, nhưng những công thức kia của ngõ lý quá khó lý giải, ngay cả đế tinh như nữ hoàng cùng hổ nữ cũng tiến bộ chậm chậm, e rằng trong thời gian ngắn là không cách nào có thu hoạch gì. Nữ hoàng, hổ nữ đều có mục đích rõ ràng, trước tiên xung kích thập nhất bí, lại đi nghiên cứu sự tình năng lượng hư tử, mà nhu yêu nữ thì nhìn chầm chầm thăng nguyên cảnh, quyết định chủ ý trở thành thăng nguyên cảnh thứ nhất trong bọn họ, Tương tự không có bị năng lượng hư tử mê hoặc. Đối với ba nữ kiên trì, Lăng Hàn biểu thị rất thưởng thức, võ giả nhất định phải có kiên trì của mình, như vậy mới có khả năng leo lên đỉnh cao. Sau đó 5 ngày, Lăng Hàn vẫn không có bất luận thu hoạch gì, mà cao thủ bảng đã tiến vào thập lục cường, vẫn như cũ là song bại đào thải. Lấy thực lực của Lăng Hàn đương nhiên lấy chiến tích hai tháng tiến vào thập lục cường, mà nhìn ứng cử viên thập lục cường một chút, chỉ có một hạt giống không thể bảo lưu lại. Đây là bởi vì hắn ở 32 cường gặp phải đối thủ mạnh mẽ, liều lưỡng bại câu thương, 5 ngày căn bản không đủ để khôi phục, kết quả ở thập lục cường bị một kình địch hất rơi xuống ngựa. Từ thập lục cường bắt đầu, chính là đấu bại đào thải, mỗi người chỉ có một cơ hội. Đối thủ đầu tiên của Lăng Hàn, chính là Mạch, người thứ hai của cao thủ bảng lần trước. Đây là một thánh thú, lang tộc, cả người che lông dài màu bạc, cái đuôi hình rồng, cường tráng mạnh mẽ, lúc đánh múa, ngay cả không gian cũng có thể miễn cưỡng đánh nát, ở phía sau hình thành một mảnh hư vô. Hắn sớm đã là cao thủ thành danh, từ lúc hoài kiếm còn chưa có xuất hiện, cũng đã từng thu được cao thủ bảng thứ nhất, mà hắn hiển nhiên không có ý nghĩ đột phá thăng nguyên cảnh, tựa hồ dự định tiếp tục chờ đợi ở cảnh giới này, muốn làm đệ nhất cao thủ bảng số lần nhiều nhất trong lịch sử. Cái này đương nhiên chỉ là người khác đoán bậy, không đột phá là bởi vì hắn cảm giác căn cơ chưa vững chắc, còn có không gian tăng thêm một bước. Hắn đứng trước mặt lăng hàn, thân thể thẳng tắp, như một nụa tiến. Bá, rốt cuộc có cơ hội giao thủ với ngươi. Hắn nói, âm thanh ầm ầm, thật giống như sấm nổ. Lăng Hàn có chút đáng tiếc, loại thánh thú này nhất định thịt rất ngon, cực kỳ bổ dưỡng, nhưng hiện tại mọi người nhìn chừng chừng, hắn làm sao có thể giết sau đó thu vào hắc tháp. Nữ muốn ăn thịt, hổ nữ ở bên ngoài hô, nhắc nhở cho Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, nhìn chằm chằm một cái bắp đùi của mạch. Chúng ta thương lượng, bán cho ta một cái chân được không? Ta bảo đảm không ăn, chỉ là nghiên cứu. Mạch nhất thời giận tím mặt, còn nói không ăn, ánh mắt ngươi nhìn chầm chầm ta cũng sắp muốn phát quang, nước miếng trong miệng sắp nhỏ xuống, lừa gạt quỷ đi. Dám xem thường ta, ngươi thật quá mức, hắn nén giận ra tay, đầu sói hiện ra một phù hiệu cổ xưa, lưu chuyển ra khí tức kinh người, cực kỳ đáng sợ. Có người nói, mạch được một vị thiên tôn chỉ điểm. Không sai, phù văn trên chán hắn là đến từ vị thiên tôn kia. Cha cha, được thiên tôn chỉ điểm qua, chẳng trách có thể xếp thứ hai ở trên cao thủ bảng trận chiến này ai thắng ai thua cũng chưa chắc a à. khán giả nghị luận sôi nổi lăng hàn hứng hờ đánh nhau cùng cấp đế tinh đã kích không nổi hứng thú của hắn cấp độ của hắn đã nhảy ra đế tinh càng lên một tầng thứ dị vực không có cách gọi với tầng thứ này nhưng quả thật có thiên kiêu như vậy tỷ như hoài kiếm tỉnh trung nguyệt khư tinh huyết qua phóng tầm mắt tiên vực lăng hàn cảm thấy kỳ vô danh miễn cưỡng tính vào nhưng từ tình huống trước đến kỳ thực vẫn tranh lệch một ít dù sao cấp độ thiên địa không giống có điều nếu như nữ hoàng cùng hổ nữ có thể nắm giữ năng lượng hư tử, chỉ cần có thể lấy ra năng lượng hư tử rèn luyện bản thân, vậy tất nhiên có thể tăng sức chiến đấu trên diện rộng, ở trên tiến hóa lũy thừa đạt đến 11. Lăng Hàn tùy ý ra quyền, tuy không có bạo phát toàn lực, nhưng dễ dàng liền chế trụ mạch, chỉ mấy chục chiêu liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cũng dễ dàng đạt được thắng lợi, thẳng tiến bát cường. Mà mạch, lần trước xếp thứ hai thì nhiều nhất chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9. Sau một ngày, danh sách bát cường ra lò, Siêu cấp đế tinh Như Hoài Kiếm đương nhiên không có chút hồi hộp nào tiến vào trong đó. Hiện tại tiếng hô đoạt quán quân cao nhất chính là Lăng Hàn, Hoài Kiếm, Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt cùng huyết qua, đây là trong lịch sử chưa từng có, lại lập tức hiện ra nhiều vô thượng thiên kiêu như vậy. Thế nhưng, vòng chiến đấu kế tiếp khẳng định có hai siêu cấp đế tinh sẽ gặp gỡ, cũng ý nghĩa có một tên siêu cấp đế tinh sẽ bị đào thải. Đến tột cùng là người nào xui xẻo vậy? Tám người một lần nữa giúp thăm, kết quả chúng đạn chính là Khư Tinh cùng huyết qua bọn họ phải có một người bị đào thải trước tiên. Vẫn là năm ngày nghỉ ngơi, mỗi người đều tràn ngập kỳ vọng, rốt cuộc có nhìn siêu cấp đế tinh quyết đấu. Trước tuy mấy siêu cấp đế tinh gặp gỡ qua, nhưng kia là quần chiến, còn có hạn định thời gian, nhưng xếp hạng chiến của cao thủ bảng thì lại khác, một không có thời gian hạn chế, hai không có hạn chế chiêu thuật, đại chiêu gì cũng có thể thả, không cần lo lắng sẽ giết chết người. Có tổ vương tọa chấn, sẽ ngăn lại đúng lúc, lang hàn lần thứ hai tập trung nghiên cứu, thời điểm ngày thứ sáu đến, hắn ngơ ngơ ngác ngác nhưng cảm giác một luồng lực lượng hùng vĩ bị hắn hấp thu đến năng lượng hư tử lần này hắn lập tức phản ứng lại soảng thiên địa hưởng ứng lôi vân dày đặc lăng hàn không có lập tức dừng lại mà ghi khắc trạng thái này ở trong đầu sau đó mới cấp tốc đình chỉ mặc cho năng lượng hư tử lưu chuyển vài vòng ở trong người tăng lên thể phách của hắn sau đó biến mất thiên kiếp mất đi mục tiêu nhằm vào bắt đầu chậm rãi tiêu tan lần này lăng hàn có chuẩn bị bế quan ở ngoài học viện Bằng không phỏng chừng không có ai còn dám tiếp tục chờ đợi ở trong tứ hoa học Việt quá nguy hiểm a, à, lúc nào cũng có thể bị thiên tôn đại kiếp oanh tạc, ai có trái tim lớn như vậy. Hắn chậm rãi đi trở về học viện, một bên thì hồi ức. Thì ra là như vậy, chương 2597, nắm giữ. Hà, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tuy lấy ra năng lượng hư tử có công thức, mô hình có thể học tập, lợi dụng, nhưng quá trình chân chính là có thể ngộ mà không thể nói bằng lời, nếu không phải Lăng Hàn đã từng là chúa tể thiên địa, thì hắn không thể ở cảnh giới này lấy ra được năng lượng ngư tử, cho dù hắn có quyển sách kia cũng không được. Trước vẫn chưa thành công, là bởi vì chúa tể thế giới như hắn không chính tông, chỉ có thực lực của chuẩn thiên tôn, miễn cưỡng mới đạt đến ngưỡng cửa của lực lượng thiên địa mà thôi. Thể lực tăng lên đơn giản hơn quy tắc, như vậy chỉ cần ta tăng lực lượng lên tới thăng nguyên cảnh đỉnh phong, tương đương với nắm giữ sức chiến đấu của thăng nguyên viên mãn. Lăng Hàn âm thầm nói, đáng tiếc, lực lượng là một giá trị nhất định, bao nhiêu lực lượng liền đối ứng bao nhiêu sức chiến đấu, không giống cảnh giới, đế tinh, đế giả. Sức chiến đấu cùng cảnh giới không tương xứng nghiêm trọng, vì lẽ đó, ngõ lý mới dùng tính mạng lũy thừa đến cân nhắc một sinh linh mạnh mẽ, mà không phải cảnh giới. Tự nói trong lúc đó, hắn đã trở lại học viện, chuẩn bị tiến hành tứ cường chiến. Ba chàng trước không có chút hồi hộp nào, lăng hàn, hoài kiếm, tỉnh Trung Nguyệt thuận lợi thắng được, mà chàng thứ tư thì rất kịch liệt, hai siêu cấp đế tinh đều bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người, chiến một trận óng ánh, không hề bảo lưu. Thực lực của hai người vô hạn tiếp cận, tự nhiên cũng chiến cực kỳ kịch liệt, làm sao cũng không cách nào phân ra thắng bại, làm cho chiến đấu vẫn kéo dài như thế. Cũng còn tốt, tình huống như vậy trước đây cũng đã xảy ra, chủ sự tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối, chính là mở ra thời gian chảy ra gia tốc, bên ngoài qua một ngày, bên trong có thể đánh tới 3 năm. Khư tinh cùng huyết qua cũng thực là kỳ phùng địch thủ, dòng dã đánh 17 năm mới rốt cuộc phân ra thắng bại, hơn nữa là bởi vì không thể sử dụng vũ khí huyết qua thân là trùng tộc chiếm tiện nghi xước mang dô trên người hắn đều là đại sát khí bình thường không có gì nhưng ở trong chiến đấu thế lực ngang nhau một chút xíu ưu thế đến cuối cùng cũng có thể phóng to vô hạn cái này tự nhiên để khư tinh không phục đại chiêu của hắn cần thần binh lợi khí mới có thể phóng ra hai người ước định sau đó tái chiến một hồi bất kể nói thế nào huyết qua cũng trở thành người cuối cùng trong tứ cường phòng thi đấu kế tiếp lang hàn chiến tỉnh trung nguyệt hoài kiếm chiến huyết qua, vẫn là 5 ngày nghỉ ngơi. Lăng Hàn không có lãng phí từng giây từng phút, hắn đi tới giã ngoại, lấy ra lực lượng thiên địa trong quyển sách thần bí, không ngừng cất bước ở biên giới vách núi, bởi vì chỉ cần mất khống chế chút xíu, thiên kiếp liền thật sẽ rơi xuống, vậy lấy thân thể nhỏ bé của hắn làm sao chịu đựng được. Trốn vào hắc tháp, xác thực, tiên vương tầng 9 không có cách nào đánh vỡ hắc tháp. Nhưng thiên địa nhằm vào là vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ cần Lăng Hàn dám ra, thiên địa sẽ tiếp tục oanh kích, cho đến khi hắn ứng kiếp mới thôi, vậy tự nhiên là một con đường chết. Còn có một lựa chọn, chính là lăng hàn rời dị vực, nhưng về tiên vực không đường, đi huyền nghịch vị diện lại không nắm giữ quy tắc đối ứng, hiện nay hắn chỉ có thể ở lại dị vực. Ở dưới đùa lửa, sức chiến đấu của lăng hàn vững chắc tăng lên, thể lực của hắn đã đạt đến thăng nguyên đại thành, lại phối hợp lực lượng thiên địa rèn luyện qua thể phách, coi như không dùng tới lực lượng quy tắc, hắn cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu của thăng nguyên đại thành hơn nữa chiến lược như vậy là không bị vị diện ảnh hưởng cho dù hắn đi tới huyền nghịch vị diện thậm chí vị diện cao đẳng quy tắc dĩ nhiên là không thể dùng nhưng sức chiến đấu vẫn có thể duy trì ở thang nguyên đại thành chẳng trách thiên tôn đáng sợ như vậy bọn họ đã nhảy ra quy tắc đi bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không suy yếu sức chiến đấu năm ngày tính dưỡng trôi qua rất nhanh vòng bán kết bắt đầu hai trận chiến đồng thời tiến hành lang hàn đối mặt tỉnh trung nguyệt đối thủ phong hoa tuyệt đại này đẹp đến trong lành thoát tục như tuyệt thế tiên tử, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, ngay cả tới gần cũng không dám. Kỳ vọng ngày này rất lâu, tình Trung Nguyệt nói, âm thanh trong trẻo, cực kỳ êm tai, chính là một loại hưởng thụ. Lang Hàn cười nhạt, ra tay đi, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tình Trung Nguyệt nhất thời giận dữ, nàng là siêu cấp đế tinh, chưa từng cần người thương tiếc. Nàng là vô địch kiếm, có thể phá hủy tất cả. Vạn hóa kiếm quyết, nàng hư nhẹ một tiếng, tay trắng đẩy ra, vô số ngân kiếm từ trong tay nàng phát ra cuồn quét về phía lăng hàn ta nói muội tử chúng ta liền không thể cẩn thận luận bàn sao lăng hàn cười nói một bên cường thế đột tiến song quyền huy động liên tục mỗi một đạo ngân kiếm đều bị hắn đánh nát hắn phảng phất như một vị ma vương giết tới trước mặt tỉnh trung nguyệt ở mọi người nhìn lại lăng hàn rất có hiểm nghi đùa giỡn tỉnh trung nguyệt hết cách rồi một cái là đại lão hắc của ác ma tộc một cái khác là phấn kiều kiều của thiên sứ tộc hai người đứng chung một chỗ chính là dã thú cùng mỹ nữ hiện tại lăng hàn nói trêu chọc ở mọi người nhìn lại chính là đùa giỡn tỉnh trung nguyệt mặt lạnh không ngừng ra tay từng đạo từng đạo công kích hóa thành kiếm khí lăng thiên nàng như một vị nữ chiến thần mỹ lệ mà nguy hiểm quyến rũ nhưng không mất anh tư ngay cả nam giới của ác ma tộc trùng tộc thánh thú cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt thần thái sáng láng nếu như chiến đấu thắng bại là do khán giả quyết định vậy người thắng sẽ không có chút hồi hộp nào là tỉnh trung nguyệt Lăng Hàn buông tay chiến một trận, tiến hóa lũy thừa của hắn đã đạt đến 11, ở dưới điều kiện trước mắt hẳn là không có chỗ tăng lên, nhưng giao thủ với cường giả như tỉnh Trung Nguyệt, nói không chắc có thể đánh vỡ ràng buộc, mở ra con đường tiến hóa càng mạnh hơn. Ở trên người hắn, các loại quy tắc hạ bút thành văn, hóa thành hình thái các loại binh khí, cắt chém về phía tỉnh Trung Nguyệt, hay là bao vây ở quả đấm của hắn, trực tiếp oanh kích tỉnh Trung Nguyệt. Thể phách mạnh mẽ của hắn cũng đưa đến tác dụng cực lớn, tuyệt đại bộ phận công kích của tỉnh Trung Nguyệt hắn đều có thể không nhìn, điều này làm cho hắn có thể lấy ra càng nhiều lực lượng đặt ở tiến công, mà kết quả chính là phản kích của tỉnh Trung Nguyệt giảm thiểu, ngược lại để công kích của hắn càng thêm cuồng bạo. Từ tình cảnh đến xem, Lăng Hàn đã chiếm ưu thế, cơ bản chỉ có phần hắn công kích. chương 2598 cực hạn, nhưng hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt đều biết, chiến đấu còn rất xa không có đạt đến thời điểm phân ra thắng bại. Bởi vì tuy số lần tỉnh Trung Nguyệt phản kích rất ít, nhưng chất lượng lại tăng cao, hoặc là không công, ra tay chính là đả kích khắc liệt nhất, ngay cả Lăng Hàn cũng không dám xem thường. Có điều, theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Hàn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, nhưng số lần chiến đấu quá ít, ở thời điểm đối địch đế giả, thậm chí đế tinh, cái này đều không phải sự tình, nhưng tình trung nguyệt quá mạnh mẽ, chỉ cần trong công kích của hắn hơi lộ ra một chút xíu kẽ hở, đối phương liền có thể nắm lấy cơ hội nhằm vào, hoặc thong dong né tránh, hay phát động lôi đình phản kích, cái này bức bách Lăng Hàn không ngừng cải tiến mình, để cho mình lộ ra kẽ hở càng ngày càng ít, đạt tới mức độ hoàn mỹ. Hắn càng mạnh, tỉnh Trung Nguyệt tự nhiên càng quẫn bách, số lần phản kích tiến một bước giảm thiểu, rốt cuộc lộ ra kinh sợ. Còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ bại, bại, đánh nhau cùng cấp, nàng xưa nay không cân nhắc qua khả năng mình sẽ thua, đây cơ hồ là từ không có duyên với nàng, nhưng hiện tại hiện lên ở trong đầu. Nàng không phục, mình đã là siêu cấp đế tinh, làm sao còn có thể không bằng lăng hàn hẳn là nàng không thể dùng binh khí A, nàng quy kết nguyên nhân ở cái này, nàng có một bảo khí cấp bậc cửu liên, có thể bạo phát sức chiến đấu vượt qua cảnh giới của nàng, nhưng hiện tại nàng lấy chỉ thay kiếm, thể phách như thế nào chống đỡ nổi lực lượng to lớn như vậy xôi trào. Khẳng định là chiêu chưa ra, ngón tay trước tiên nổ nát tan. Thế bại của nàng càng ngày càng rõ ràng, mà nàng cũng không muốn để cho mình thua quá khó coi, quả đoán bước ra chiến đoàn. Ta thua, Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình còn có chỗ tăng lên không khỏi nói không bằng đi chỗ của ta luận bàn một chút tỉnh trung nguyệt vừa nghe nhất thời khuôn mặt đỏ lên trách mắng bại hoại bồng bình rời đi đi nơi của hắn luận bàn một chút lời này nghe làm sao cũng ám muội a à. quần chúng vây xem đặc biệt là người ái mộ tỉnh trung nguyệt mỗi một người đều giận không nhịn nổi hận không thể xông lên đánh ra hỏa sắc đảm bảo thiên này thành thịt nát quá vô liêm sỉ, quá hạ lưu quá trực tiếp lăng hàn không tìm được manh mối hắn rõ ràng là rất nghiêm túc ước chiến đối phương lại không phải ước pháo phản ứng lớn như vậy làm gì bá thắng theo ngữ điệu của trọng tài hạ xuống lăng hàn cũng rời sàn chiến đấu còn hoài kiếm cùng huyết qua đến cùng ai thắng hắn không để ý chút nào ngược lại mặc kệ đối phương là ai đều không thể ngăn cản hắn lên đỉnh vì chứng của viễn cổ chiến thú hắn dành thời gian tiếp tục rèn luyện mình nhưng rất nhanh phát hiện hắn đạt đến một bình cảnh lực lượng dừng lại ở thăng nguyên đại thành đỉnh cao không cách nào tiến thêm một bước nữa xem ra cảnh giới của hắn vẫn ảnh hưởng đến hạn mức tối đa của lực lượng chỉ có thể chờ đợi sau khi đột phá lại tiếp tục hoài kiếm cùng huyết qua chiến đấu vừa mới phân ra thắng bại thiên kiêu đời mới cuối cùng không thể trình diễn trò hay đột kích ngược hoài kiếm kỹ cao hơn một bậc thắng lợi nhưng song phương đều trả cái giá rất nặng nề vị tổ vương của tứ hoa học viện kia mở miệng tuyên bố trận chung kết kéo dài một tháng lại bắt đầu dĩ vãng là chưa từng có tiền lệ như vậy nhưng vị tổ vương kia nói là để hai đại đế tinh thăng hoa chiến một trận lý do cũng quang minh chính đại nhưng ai cũng biết hoài kiếm sắp được một tên thiên tôn thu làm đệ tử khen thưởng lần này càng là vì hắn mà thiết lập vậy bất luận làm sao cũng phải bảo đảm để hắn lên đỉnh bằng không thì sẽ chọc vị thiên tôn kia không vui ai dám để một vị thiên tôn không vui lang hàn không lưu ý hắn cũng muốn cùng hoài kiếm ở trạng thái mạnh nhất chiến một trận gia tốc hắn nện vững chắc cảnh giới như vậy hắn mới có thể mau chóng xung kích thăng nguyên cảnh Bước vào thăng nguyên, ở dưới lực lượng thiên địa rèn luyện, hắn không phải có thể tranh đấu với tiên vương chứ. Không cần tầng 8, tầng 9, tầng 1 liền được rồi. Lăng Hàn tự nhận là cực kỳ khiêm tốn mà thầm nghĩ, nhưng lại không biết nếu để người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ mắng hắn mơ hảo. Tiên vương là nhân vật gì? Sánh vai quy tắc A, à, cho dù là thăng nguyên cảnh đế tinh mạnh mẽ nhất, vậy cũng không thể vượt qua khoảng cách của tiên vương. Đây là tuyệt đối, không có ngoại lệ, Lăng Hàn lại không cho là như vậy lực lượng thiên địa cao hơn quy tắc, hắn có thể ở thăng nguyên cảnh nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng tiên vương. Chờ xem đi, hắn không có tu luyện nữa, mà bắt đầu luyện đan, cách cử luyện chỉ kém một tia, chỉ cần vượt qua, hắn liền có thể xung kích ngũ tinh đan sư, ở một phương diện khác trước tiên bước vào cấp độ tiên vương. Sau mười mấy ngày, tin tức tốt truyền đến, hổ nữ, nữ hoàng đột phá thập nhất bí, nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất trong cấp bậc tiên phủ. Có điều nhu yêu nữ vẫn không thể nào đột phá, cho dù nàng có máu tổ vương cùng tiên đan lấy mãi không hết, nhưng thăng nguyên há là dễ dàng có thể bước ra, muốn chuyển hóa linh lực thành nguyên lực. Nguyên lực là cái gì? Lực lượng bản nguyên của thiên địa, càng thêm tiếp cận quy tắc, tự nhiên khó có thể đạt thành. Lại qua 7 ngày, thương thế của hoài kiếm đã diệt hết, khôi phục lại sức chiến đấu đỉnh cao. Vị tổ vương kia liền hạ lệnh, quyết chiến bắt đầu. Cái này tự nhiên là vô cùng bất công, cực kỳ thiên hướng hoài kiếm, dựa vào cái gì hắn chuẩn bị kỹ càng liền được, vạn nhất lang hàn còn xung kích một cửa khẩu nào đó đến cửa ải quan trọng thì sao vô dụng sau lưng hoài kiếm là đứng một vị thiên tôn ai có thể không nể hắn ba phần quyết đấu trì hoãn mười mấy ngày lại sớm mấy ngày bắt đầu lang hàn ở ba nữ hổ nữ làm bạn đi đến đám người thất xương uyên thì đã sớm chờ đợi ở nơi đó trận chiến đấu này quan hệ trọng đại nếu như lang hàn có thể thắng như vậy coi như bách chiến học viện không có bắt được danh hiệu học viện thứ nhất cũng có thể hãnh diện gặp ai cũng cao hơn một bậc Thất Sương cùng Uyên đều không có bảo Lăng Hàn cố gắng gì, biết hắn lần này là vì mình xuất chiến, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đến tột cùng, Lăng Hàn và Hoài Kiếm ai mới là đế tinh mạnh nhất? Quyết chiến trình diễn, Lăng Hàn đánh với Hoài Kiếm. Chương 2599, Lăng Hàn đối với Hoài Kiếm. Trên thính phòng ngồi đầy người, không chỉ hấp dẫn rất nhiều đại giáo, đại gia tộc, ngay cả siêu cấp đế tinh như Huyết Qua, Tỉnh Trung Nguyệt cũng tới, bọn họ tự nhiên hy vọng người đánh bại mình có thể thắng như vậy bọn họ liền biết mình cách đỉnh cao chỉ tranh lệch một tia như vậy. Tâm lý này kỳ thực cũng rất phổ biến, ta thua người có thể, nhưng người không thể lại thua người khác, như vậy liền có vẻ ta quá vô năng. Tổ vương của tứ hoa học viện cũng đích thân tới hiện trường, mà không phải như trước đây, chỉ là một ý nghĩ hóa thành hình người. Hắn nói vài câu, bảo mọi người phải nỗ lực tu luyện, tương lai có thể trở thành siêu cấp đế tinh như Lăng Hàn, Hoài Kiếm, tuy mọi người đều biết đây là chuyện không thể nào, nhưng vẫn nhiệt liệt vỗ tay, mặt của tổ vương làm sao cũng phải cho A. À. Cuối cùng, khen thưởng cũng được lấy ra, là một cái trứng cỡ đầu người, đặt ở trong một tấm vải màu đỏ, toàn thân trứng vàng óng ánh, có vô số đường nét màu tím, nhìn kỹ, những đường nét này còn hơi vặn vẹo, thật giống như hô hấp. Trứng của viễn cổ chiến thú, hầu như tất cả mọi người đều nhìn qua, kia là tồn tại nhất định sẽ trở thành tổ vương, nếu như mình có thể đạt được, vậy sau này bên người sẽ thêm một thú sủng cấp bác tổ vương, chỉ nói trình độ phong cách liền tăng mạnh huống chi tùy tùng tổ vương còn chưa đủ châu bò đáng tiếc cái này hoặc là thuộc về hoài kiếm hoặc chính là lăng hàn khẳng định là hoài kiếm không cần phải nói phải một vị tổ vương chiếm được cũng không dám nhỏ máu nhận chủ mà là lấy ra làm phần thưởng đã sớm quyết định nội bộ là cho hoài kiếm trừ khi sau lưng của bá cũng có một thiên tôn thức thời làm sao cũng phải chắp tay nhường cho tất cả mọi người nghị luận sôi nổi tràn ngập ước ao đừng nói bọn họ ngay cả đám người tỉnh trung nguyệt huyết qua cũng ánh mắt hừng hực một trí bảo cấp tổ vương như vậy ngay cả bọn họ cũng động lòng bắt đầu đi tên tổ vương kia mở miệng hoài kiếm chắp hai tay sau lưng biểu hiện ôn hòa nói ta xem qua thân thủ của ngươi xác thực rất mạnh nhưng cùng ta vẫn có tranh lệch nhất định cái này không phải thiên phú của ngươi không bằng mà là thời gian ngươi thăng cấp thập nhất diệp quá ngắn đối với vận dụng lực lượng bản thân vẫn không có đạt đến mức độ hoàn mỹ hắn dừng một chút ngươi nhận thua đi Mọi người vừa nghe, không ai không lộ ra vẻ khâm phục kính ngưỡng. Hoài kiếm luôn lấy ôn hòa gặp người, nhưng trong xương cốt hắn tràn ngập kiêu ngạo, nguyên nhân xem mấy câu nói này liền biết, hắn tràn đầy tự tin, chắc chắc tất thắng, lăng hàn căn bản không đủ để đối kháng hắn, vừa không có coi trời bằng vung, điểm ra vì sao lăng hàn không phải là đối thủ của hắn, hiển lộ hết khí phách. Lăng hàn cười ha ha nói, con người của ta am hiểu nhất là ở trong chiến đấu tìm kiếm không đủ, tự mình tăng lên, hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, xin mời hoài kiếm huynh chỉ giáo một chút đi hoài kiếm vẫn cười nhưng mang theo một hơi khí lạnh hắn có chí hướng thôn thiên muốn khai sáng một phen bá nghiệp chính là sau khi trở thành thiên tôn phản công huyền nghịch đại lục hắn muốn thành lập thế lực của mình lăng hàn tỉnh trung nguyệt đều thuộc về đối tượng hắn muốn mời chào lăng hàn chính là mục tiêu đầu tiên hắn muốn dùng khí phách của mình làm cho đối phương cúi đầu xưng thần hiện tại phản ứng của lăng hàn để hắn rất bất mãn không sao hắn có thể đánh bại đối phương. Được, vậy liền luận bàn một chút. Hoài kiếm cười nói, hai cánh phía sau chấn ngang, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ chói mắt, phảng phất như hóa thân thành một vị kim giáp chiến thần, khiến người ta không tự chủ được mà muốn quỳ xuống cúng bái. Đây là quy tắc quang minh, có hiệu quả đầu độc lòng người, phân chân sĩ khí, ở trên chiến trường nếu ra chỉ bí thuật như vậy cho binh lính phe mình, vậy người người đều sẽ tinh thần phấn khởi, phấn đấu quên mình mà giết địch. Ở đây, Hoài kiếm tự nhiên không thể đi cổ vũ đấu trí của Lăng Hàn, mà chỉ là biểu lộ ra mình mạnh mẽ. Hào quang bao phủ, thị lực, thần thức đều sẽ mất giá rất nhiều, thậm chí như một người mù. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc hắc ám, nhưng hắn không phải ác ma tộc chân chính, ở điều khiển quy tắc hắc ám không có thiên phú đặc thù gì, bởi vậy hắn chỉ tạo ra ở trong một khu vực nhỏ hắc ám, bước ánh sáng ra đại khái 10 trường. So sánh với nhau, Hoài kiếm đã khống chế 10 dặm, Lăng Hàn giống như bị bóng mở của một người khổng lồ bao vây. Quang Minh Thần Kiếm, Hoài Kiếm Quát khẽ một tiếng, xeo xeo xeo, ngàn vạn Thần Kiếm bắn một lượt, từ mỗi góc độ bắn ra, ngang oanh lăng hàn. Hắn hiển nhiên ý thức được thể phách của lăng hàn cực kỳ mạnh mẽ, mà chiến đấu như vậy lại không thể dùng bảo khí, bởi vậy hắn từ bỏ dự định cận chiến mà phát động tấn công từ xa. Lăng hàn oanh một quyền, oanh oanh oanh, quy tắc sát lục rung động, lao ra khu vực hắc ám, sát ý vô biên tập cuốn, trong nháy mắt liền xung kích ánh sáng đến vụn vặt. Nếu như có người bị lan đến gần kết quả tuyệt đối là tan xác cái sát ý này thật đáng sợ. Quang Minh thần kiếm lập tức đổ nát, mà khu vực ánh sáng cũng bị áp xúc từ 10 dặm lùi tới 9 dặm, nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối như cũ. Quy tắc sát lục, hoài kiếm kinh ngạc, thiên sứ tộc bọn họ hay là ác ma tộc, đều là trời sinh may mắn, bởi vì bọn họ trời sinh thân cận quy tắc quang minh hoặc hắc ám, tu tập làm ít công to. Bởi vậy, trên căn bản mỗi thiên sứ tộc, ác ma tộc am hiểu nhất nhất định là quy tắc quang minh hoặc hắc ám. Nhưng lang hàn ở trên trình độ quy tắc hắc ám lại không bằng quy tắc sát lục. Thứ này cũng quá tùy hứng đi, ngươi không phải là không thể tu tập những quy tắc khác, nhưng làm sao cũng phải trước tiên đẩy mạnh quy tắc hắc ám đến cực hạn đã chứ, lại đi nghiên cứu quy tắc khác. Cái này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Kết cục của lòng tham không đáy. Hoài kiếm quát khẽ một tiếng, một chỉ điểm ra, nhất thời ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một thanh trường mâu khổng lồ, dài tới trăm trượng, trên mâu che kín phủ văn ánh sáng. Đi Hắn khẽ quát một tiếng, quang minh thần mâu bắn ra, đánh tới Lăng Hàn. Cái này ở trong khu vực ánh sáng tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn, lóe lên đã ép tới khu vực quy tắc sát lục bao phủ, tốc độ này mới chậm lại, nhưng bởi vì khu vực này quá nhỏ, trong nháy mắt thần mâu liền đột phá tầng cản trở này, đi tới khu vực quy tắc hắc ám, sau đó tốc độ tiến một bước chậm lại.